Thank you.
mọi người nha. Mọi người vào chấm bài lên cho em với. Bố chị đang xem live cho em xin mọi người chấm bài lên nhá. Em nói chưa ạ? Chưa các chị nha. Rồi, hello mọi người nhá. Hello Lê Hương, hello Thi Loan, hello các chị này. Mỗi chị đang xem live cho em xin một lượt chia sẻ live nhá. Lâu lắm rồi mấy hôm nay mới live buổi tối một hôm ấy. Vì trưa nay nhà em mất điện. Trưa nay nhà em có đang live thì lại mất điện nên là live buổi tối một hôm xem là có khác bọt không, xem có bán được không. Mọi người vào chấm bài lên cho em nhá. Hello Gia Hân nha. Xe bếp mất 30 phút nên là nó có hơi lâu. Mọi người thông cảm nha. Rồi chấm bài lên cho em, mọi người nghe em nói thì chấm bài lên cho em. Bố chị đang xem live thì cho em xin một lượt chia sẻ live với nha. Chấm bài lên cho em với nha mọi người nhá. Cái này bên kia hết chưa? Số 1. Còn có mình số 1 đó. Rồi mã đầu tiên lên cho em này. Bố chị đang xem live thì chấm bài lên cho em với nhá. Mã đầu tiên luôn này. Rồi chào tất cả mọi người nha, mọi người ơi vào chấm bài và chia sẻ like cho em nhá. Rồi lên luôn cho em nhá, mã hàng đầu tiên cho em con này, em tặng các chị luôn này, 19.000 luôn cho em con này, đầu like size 10 cân đến 10 đến 13 cân 2 tuổi quay lại cho em nhá. 10 đến 15 cân 2 tuổi cho em. 10 đến 15 cân 2 tuổi quay về cho em. Mã này lên cho em là 01 này. Đây cái này. Ôi trời. Cái này lên cho em là 01 nha mọi người nhá. Con này 01 cho em tặng cho em với giá là 01 cho em này, 19.000. Mã hàng kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá mọi người nhá. Đồ bộ 25kg nhà em có nhá. Rồi các chị chấm bài liên tục, thả tim thả like lên, tương tác lên giúp em nhá mọi người ơi. 01 cho em 19.000 đồng cho em này. 15 cân 2 tuổi qua lại cho em nhá. 15 cân 2 3 tuổi cho em. 15 cân 2 3 tuổi cho em nhá. Bình Dương á, Bình Dương thì ở Tân Uyên này, Thuận An này là không nhận đơn ở Bình Dương nhá chị nhá. Rồi mã này lên là 01, 19.000 đồng cho em đây các bác nha. 19.000 cho em. Size cho bé là từ xinh á, cái này rất là xinh luôn này. Đó đẹp chưa? Váy hoa rất là xinh luôn. Full size cho bé là từ 10 cân đến tầm 15 cân, 1 đến 3 tuổi mặc vừa cho em nha. 1 đến 3 tuổi mặc vừa cho em. 01 cho em với giá là 19.000. 19.000 đồng cho em tặng đầu like các bác nha. Mã hàng kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. Mã hàng kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá các chị nhá. Rồi 01 cho em nhá mọi người nhá. Ok nhá. Rồi 01 cho em nhá mọi người nhá. Cái này lên là 01 cho em 19.000. Chấm bài thả tim thả like lên nhá mọi người ơi. Chấm bài thả tim thả like lên cho em nhá. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Cái này không có cái size 16kg đâu các chị ạ. 15 cân 2 tuổi thôi, 15 cân 2 3 tuổi thôi các chị ơi. 15 cân 2 tuổi thôi nha mọi người ơi. 15 cân 2 tuổi giúp em nha. Cái quạt thật lạnh quá. Rồi lên đúng cú pháp cho em nha mọi người nhá. Mã hàng kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em. Rồi, mã tiếp theo lên cho em váy hoa này. Cái này còn size gì chị thấy có cả số 4 không anh ạ? Rồi lên cái này cho em size cho số 4 là size bao nhiêu, 20 cân à? Rồi cái này lên cho em mã hàng 02 này. 02 cho em 15 cân đến 20 cân cho em này. 15 đến 20 cân cho em, 3 đến 5 tuổi mặc vừa cho em 02 nhá. Các chị ơi phải lên số điện thoại cho em nhá mọi người nhá. Mã hàng kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em mới có đơn nhá mọi người nhá. Rồi cái này lên cho em là 02 này. Váy hoa tơ cao cấp cho em nhún ngực nhá. Mã số 02 cho em full size là 15 cân cho đến 20 cân cho em. Mã hàng 02 em tặng các chị luôn con này cho em với giá là chị ân luôn cho em với giá là 39.000 đồng cho em nhá. 39.000 cho em này. Mọi người chia sẻ like giúp em nhá. Chấm bài thả tim thả like lên giúp em nha mọi người ơi. Váy ở sau là đợi em xíu nhá. Rồi Hân Phạm có 01 tổ ok này. Mã này lên cho em là 02 nhá.
Đơn hồi trưa đi rồi nha các chị ơi, đơn hồi trưa gọi chốt đơn là đi đơn rồi nha mọi người nhá. Có nhân viên gọi chốt đơn là đi đơn rồi cho em nhá mọi người nhá. Cứ có nhân viên gọi chốt đơn là đi đơn rồi cho em. Rồi cái này lên cho em là 02 đi, 02 cho em 39.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. 39.000 cho em 02 không lựa màu ạ. 15 cân đến 20 cân cho em này. 15 cân đến 20 cân cho em nhá mọi người nhá. 15 đến 20 cân cho em này. Size cho bé là từ 3 tuổi đến 5 tuổi mặc vừa cho em. 3 đến 5 6 tuổi cho em, 20 cân quay đầu cho em. Đồ bộ có nhá, đồ bộ em có nhiều lắm. 02 đi. Con này lên cho em là 02 39.000 đồng cho em tơ mềm nhá. Bên trong có một lớp lót bo thấm hút mồ hôi này. Đây cái này có một lớp lót bo thấm hút mồ hôi cho em rất là xinh luôn ạ. Siêu xinh luôn cho em. 02 nhá. Cái này 02 cho em đi. Mã này lên là 02 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em nhá. 02 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn 39.000. 39.000 đồng cho em. 39.000 đồng cho em 02 nhá mọi người nhá. Mọi người Đồng Nai á. Đồng Nai chưa nhận đơn nhá chị ơi, Đồng Nai chưa nhận đơn nhá. Đồng Nai chưa nhận đơn đâu ạ. À, bé gái 22 cân có nhá chị ơi, nhiều lắm. Có nhiều lắm. 02 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá mọi người ơi. 02 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn cho em. Với giá là 39.000, 15 cân đến 20 cân cho em, 3 đến 6 tuổi mặc vừa cho em nhá. 3 đến 6 tuổi mặc vừa cho em 02 này, rất là đẹp luôn. 02 cho em nhá, nhún ngực này. Đây là nhún ngực rất là xinh. Đấy, nhún ngực rất là xinh luôn cho em. Mã này là 02 đi nhá. Chấm bài thả tin thả like lên giúp em và các chị nhá. 02 39.000. 15 đến 20 cân cho em, 02 39.000 cho em. Mã hàng 02 39.000 đồng cho em nhá. 39.000 nhá mọi người nhá. Ok nha, Bình Dương thì ở Tân Uyên Thuận An là không ship nha. Rồi ok, Xuân Ly có 02 ok này. Mình muốn mua cứ comment mã hàng kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. Mã hàng kèm cân nặng kèm số điện thoại cho em là có đơn 14 cân đến tầm 20 cân nhá. 14 cân đến tầm 20 cân, 3 đến 6 tuổi mặc vừa cho em con này với giá là có 39.000 thôi ạ. Lên đúng không lựa màu nha các chị nha. Cái này là không lựa màu, 39.000 bán đầu like tặng các chị không lựa màu cho em nhá mọi người nhá. Không lựa màu giúp em, mã này lên là 02 nha mọi người ơi. 02 không lựa màu, 39.000 cho em nhá. Lựa màu không có bán này đâu. 02 nhá. 02 39.000 đồng cho em, dầu có điện thoại chứ. Nghe điện thoại đen này. 02 39.000 đồng cho em, rồi mã tiếp theo lên cho em này. Mọi người chia sẻ like cho em thôi. Rồi mã hàng tiếp theo lên cho em váy tơ này. Mã tiếp theo lên cho em váy tơ này. Rồi cái này lên cho em, mã tiếp theo lên cho em này. Mã tiếp theo lên cho em này. Các chị lên số điện thoại nha mọi người, phải có số điện thoại. Mã hàng kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn. Rồi mã tiếp theo lên cho em 03 này. À, váy tơ cho em nhá, váy tơ cao cấp cho em ạ. Số 03 cho em này. Con này có full size cho bé là từ 12. Chị Nga Hồng lên số điện thoại đi ạ. Lên size gì? Nga Hồng lên số. Rồi lên con này cho em size 10 cân đến 20 cân cho em. Mã hàng lên cho em 03 tặng luôn các chị luôn cái váy này cho em với giá là 59.000 luôn nhá. 59.000 váy 2 dây tơ bèo cho em nhá. 2 dây tơ bèo, mã này lên là 03 cho em này. 20 cân quay lại. Chị Hằng Trương lên 20 cân quay lại cho em. 20 cân quay lại. Hoàn Hoàn lên số điện thoại đi ạ. Các chị ơi lên số điện thoại nhá. Mã hàng kèm cân nặng kèm số điện thoại, không có số điện thoại là không có đơn nhá. Bên em đặt mã đầu tiên là các chị phải lên mã hàng kèm số điện thoại luôn thì những cái mã sau các chị mới có đơn nhá mọi người nhá. Không có số điện thoại là em không chốt đơn ạ. Nên các chị vui lòng lên số điện thoại giúp em. Rồi cái này lên 03 10 cân đến 20 cân cho em, 03 cho em với giá là 03 em tặng luôn các chị luôn với giá là 59.000 một cái, váy tơ cao cấp cho em nhá mọi người nhá. Siêu mềm ạ. Váy tơ cao cấp cho em này. Đấy rất là xinh luôn. 03 nhá mọi người nhá. Em hết rồi các 03 à? Cái này lên cho em là 03 đi. Không ai phải lên gì nhỉ? À, 03 nhá. 02 em hết rồi các chị, hãy dừng comment 02 chuyển sang 03 cho em này. 12 cân này, 10 cân đến 22 cân cho em này. 10 đến 22 cân cho em 03 nhá. 59.000. 59.000 đồng một cái, chất tơ cao cấp cho em siêu mềm. Cái này tơ bèo rất là xinh luôn ạ. 59.000 một cái thôi, 03 cho em nhá. 03 cho em 22 cân quay đầu 59.000. 59.000 mã hàng là 03. 02 em hết rồi mọi người nhá. 02 em hết rồi.
Rồi cái này lên là 03 cho em đi. Mã hàng 03, 59 nghìn một cái váy tơ cao cấp siêu mềm luôn cho em nhá các chị ơi. Váy tơ mềm cho em này. Đấy, rất là xinh, 59 nghìn một cái thôi. Bao kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận cho em. Từ 10 cân đến 22 cân cho em, màu xanh màu vàng cho em nhá mọi người nhá. Màu xanh với màu vàng cho em. Mã này lên cho em là 03 đi. 03 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá mọi người ơi. 59.000 cho em nhá, hàng lẻ size các chị đi nhá là phải 3 sản phẩm trở lên mới gọi cho đơn nhá mọi người nhá. Long An thì Long An huyện Đức Hòa là không giao. Đơn hồi sáng đi rồi, đơn hồi sáng đi rồi nhá các chị ơi. Có nhân viên gọi chốt đơn là nhà em đã đi đơn rồi, nên mọi người đơn cái line này là ngày mai chốt đơn luôn này nhá. Rồi mã này đây là 03, 10 cân để tầm 22 cân cho em nhá. 10 cân đến 22 cân cho em 59.000 đồng cho em này. 59.000 đồng cho em. Mã 03 kèm cân nặng kèm số điện thoại cho em là có đơn. Có 59.000 cái váy tơ cao cấp siêu đẹp luôn này. Mặc rất là nhẹ nhàng, rất là đẹp. Mặt sau có dây thắt eo cho em nhá. Còn size đại không em? 24 cân đấy. Không chị ơi, size 22 cân quay đầu cho em thôi nhá mọi người nhá. Size 22 cân quay đầu cho em. Mã hàng là 03 giúp em nha các bác nhá. 03 59.000 đồng cho em này. 59.000. Rồi lên mã tiếp theo cho em 04 này. Đây cái này em cũng tặng luôn này. Mã tiếp theo lên cho em 04 này. Mã 04 này, mã hàng tiếp theo nha. Mã hàng tiếp theo lên cho em 04 này. 04 cho em con này size 10 cân đến 15 cân, 1 đến 10 đến 13 cân. 10 đến 13 cân, 1 đến 2 tuổi mặc vừa cho em này. 1 đến 2 tuổi mặc vừa cho em 04 ạ. 1 đến 2 tuổi 10 đến 13 cân cho em với giá em tặng luôn này. 60.000 luôn nhá. 60.000 con này lên là 04 nhá. 04 60.000 các chị cứ đặt đơn đi. Ngày mai đi được hay không đi được thì nhân viên sẽ báo cho các chị nhá. Gọi điện và sẽ báo luôn cho các chị luôn. Rồi cái này lên là 04 cho em nhá. 13 cân quay đầu, 1 đến 2 tuổi mặc vừa cho em, 60.000 cái luôn. Chất liệu của nó là đuổi tơ mềm cho em này. Cái này là đuổi tơ siêu xinh luôn, có màu hồng với màu xanh nhá mọi người nhá. Màu hồng với màu xanh lên con này cho em là 04 nhá. Mọi người chấm bài thả tim thả like, chia sẻ like cho em nhá mọi người nhá, để không bị ấn comment nhá. Rồi cái này lên là 04 cho em nhá. 04 ạ. 04 cho em giá là 60.000, size 13 cân, 2 tuổi quay lại. 1 đến 2 tuổi mặc vừa cho em, 04 xanh này, 04 lên cho em màu hồng này, 60.000 một cái thôi nhá mọi người nhá. 60.000 đồng cho em 04 đi. Cái này lên cho em là 04 nhá. 04 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. 04 cho em 60.000 cho em 13 cân quay lại, các chị vui lòng nghe cân nặng cho rõ ràng nhá. 13 cân 2 tuổi quay lại, nghe rõ ràng cân nặng và tuổi cho em nhá mọi người ơi. 1 đến 2 tuổi mặc vừa cho em này, với giá là 60.000 một cái thôi ạ. 60.000. Mã này đây là 04 cho em nhá. 04 60.000 đồng cho em này. Đẹp dã man luôn. 04 60.000 cho em siêu mềm luôn nhá mọi người nhá. 04 nhá. Cái này đây là 04 cho em 60.000 nha mọi người ơi. Chấm bài lên đi, thả tim thả like lên cho em nhá. 04 60.000. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Xét học sinh ạ, rồi xét học sinh, à cái váy thủy thủ còn mấy ít thôi đúng không? Rồi lên váy thủy thủ em sale luôn này. Váy thủy thủ còn mấy cái tặng luôn này. Mã hàng tiếp theo lên cho em mã số 05 nhá. 05 váy thủy thủ cao cấp cho em size 17 cân đến 22 cân à. 17 cân đến 22 cân, mã hàng cho em 05 váy thủy thủ cho em 89.000 nhá. 89.000 đồng cho em, lên con này cho em là 05 này. Đây váy thủy thủ cho em có màu xanh và màu trắng là có 10 cái thôi, 89.000 đồng luôn cho em nhá. 17 cân đến 22 cân cho em. Chất liệu của nó là thô nến cho em nhá mọi người nhá. Cái này là thô nến cho em này, váy rất là mềm. Ở phần này là có nơ nhá mọi người nhá. Mã này đây là 05 đi. 89.000 một váy nhá mọi người nhá. 89.000 đồng cho em 05 màu trắng và 05 lên cho em màu xanh này. 05 trắng, 05 xanh cho em mặt sau này. Đây là mặt sau này. Full size cho bé là từ 17 cân đến 22 cân cho em, 4 đến 7 tuổi mặc vừa nhá. 4 đến 7 tuổi mặc vừa, 22 cân quay đầu cho em. 20 cân, 22 cân cho em, 4 đến 6 tuổi thôi. 4 đến 6 tuổi cho em. Bé nào còi còi thì 7 tuổi mặc vừa cho em. Giá là 89.000 một cái nha mọi người nhá. 89.000 cho em. Mã này đây là 05 cho em, màu trắng, 05 màu xanh này. 05 trắng, 05 xanh cho em nha. 05 trắng, 05 xanh cho em 89.000 nhá. 89.000 đồng cho em 05. Chị lấy về bán em Nga Hồng. Rồi vậy chị chọn luôn trên like cũng được. Và ngày mai cọc đi để em đi đơn nhé chị Nga Hồng nhá. Chị có thể chọn trên like luôn và cọc đi, ngày mai em đi đơn cho nhá. Rồi cái này lên cho em là mã hàng là 05. Miền Ruby lên số điện thoại ạ. Chị Miền Ru à, 13 cân không vừa đâu ạ. 13 cân không vừa đâu ạ. Cái này phải size cho bé là từ 17 cân 4 tuổi trở lên cho em nhá. 17 cân 4 tuổi cho em đến tầm 22 cân 6 tuổi quay lại cho em nhá.
hay 2 cân 6 tuổi quay lại cho em này, 89.000 một cái nhá. 89.000 cho em không có size 35 cân, hiện nay em hết 35 cân rồi. Cái này đây là 05 kèm cân nặng đi, 05 kèm cân nặng kèm số điện thoại cho em 89.000. 89.000 đồng cho em 05. Cân nặng và kèm số điện thoại cho em 05 cho em mọi người ơi, chấm 3 lấy số em 05 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là 89.000 nha mọi người nha. 89.000 đồng cho em Đồng Nai á. Đồng Nai không nhận đơn nha, Đồng Nai không nhận đơn. Rồi 18 cân đến 22 cân, 17 cân 18 cân, 17 18 cân từ 4 tuổi cho em đến 22 cân cho em này, 89.000 nha mọi người nhá. 89.000 đồng cho em. 89.000 cho em. Mã hàng 05 màu trắng và 05 lên cho em là màu xanh nhá. Màu trắng với màu xanh cho em nhé mọi người nhé. Chị nào lấy 05 thì comment là 05 cho em 89.000 nha mọi người nhé. 89.000 cho em này, 89.000 05 nha. Rồi cái bánh hoa này có một ít sale luôn này. Một số màu đã em. Rồi mã tiếp theo cho em 06 này. Mã tiếp theo lên cho em 06 này. Mã hàng 06 cho em size mấy? Rồi size 10 cân đến 12 cân cho em 06 này. Tặng luôn 50.000 cho em 06 này. Phải có túi rất là xinh nha mọi người nhá. 10 đến 12 cân cho em này. 1 tuổi, 1 đến 2 tuổi mặc vừa cho em này. Mã này đây là 06 nhá. 06 cho em với giá là 50.000 nhá. 50.000 đồng cho em 06 váy hoa nhá mọi người nhá. Váy hoa siêu xinh luôn cho em này. Cho xem mấy mẫu đi shop đang lên đây mà chị. 06 nhá, lên con này cho em 06 này. À đúng rồi chị, nếu như mà ở trong vùng đỏ là không đi đơn được đâu chị ạ. Các chị đang mà ở trong vùng đỏ là cũng không ship được đâu ấy. Rồi cái này đây là 06 cho em nhá mọi người nha. Mã hàng cho em là 06 này. 06 cho em size cho bé là từ 10 cân đến tầm 13 cân cho em 1 đến 2 tuổi mặc vừa nhá. 10 đến 13 cân, 1 đến 2 tuổi mặc vừa cho em 06 này. 06 cho em với giá là 06 cho em với giá là 50.000 nha mọi người nha. 50.000 cho em, chất liệu là Thoboy cao cấp cho em siêu mềm luôn này, có hai cái túi xinh á. Cái này có hai cái túi này, chị Nguyễn Thị Xuân lên số điện thoại này, 50.000 nhá. Nguyễn Thị Xuân lên số điện thoại cho em này. Nguyễn Thị Xuân lên số điện thoại nha. 12 13 cân 2 tuổi quay lại cho em 06 nha mọi người nhá. Đây là 06 50.000 luôn này. Rồi cái này em tặng luôn này. Mã tiếp theo này, cái này là size tặng luôn này. Mã tiếp theo mã số 07 cho em này. Mã tiếp theo lên mã số 07 cho em, size cho bé từ 12 cân đến 18 cân cho em này. Mã hàng 07 cho em 12 đến 18 cân cho em 07 tặng luôn cho em 39.000 luôn này. Cái này có một ít em xem 39.000 luôn cho em nhá, dáng suông nhá. Cái này là dạng dáng suông cho em này, co giãn 4 chiều này. Cái này lên là 07 cho em này. 07 cho em 39.000, 12 cân đến 20 cân cho em nhá. 12 cân đến 18 cân 4 tuổi cho em ạ. 1 đến 4 tuổi mặc vừa cho em. 1 đến 4 tuổi mặc vừa cho em. Mã hàng lên cho em là 07 nhá. 07 cho em này 39.000 cho em con này luôn nhá. 39.000 cho em cho hết luôn. 39.000 cho em 07 đi. 07 cho em nhá. Rồi Mimina mầm non này có 06 ok này. Rồi cái này đây là 07 cho em nhá mọi người ơi. Màu hồng màu vàng cho em 07 39.000 một cái nhá. 39.000 đồng cho em, cái này có lẽ size nên tặng luôn 39.000 cho em. Full size là từ 12 cân đến tầm 18 cân, 1 đến 4 tuổi mặc vừa. 1 đến 4 tuổi mặc vừa cho em 07 nhá. Hàng lẽ size các chị vui lòng đi đơn 3 4 sản phẩm trở lên cho em nhá. Hàng lẽ size vui lòng đi đơn 3 4 sản phẩm trở lên giúp em nhá. Rồi cái này lên là 07 cho em này. Mã hàng 07 cho em với giá là 07 cho em với giá là 39.000 đồng nha mọi người nha. 39.000 cho em nhá mọi người nhá. Màu hồng với màu trắng cho em 39.000. 39.000 07 cho em chất co giãn. Cái này là đuổi á. Được chọn màu, cái này được chọn màu nhé. Màu hồng hoặc màu trắng cho em 07 nhé. 39.000 còn mấy cái cho em tặng luôn 39.000 cho các bác luôn này. Đấy, 39.000 cho em nhé. 07 kèm cân nặng kèm số thoại cho em mà có đơn nhé. 07 cho em rồi. Cái này là 08 này. Cái này em cũng còn một ít cho em sale luôn 08 này. 08 này có size gì đấy. Cái này xinh lắm này. Rồi 08 lên cho em size 10 cân đến 12 cân 1 tuổi cho em 08 này.
gỡ phong tỏa rồi à. Ok này, rồi cái này lên cho em này, mã này lên là 08 này, 10 đến 12 cân 1 tuổi cho em 08 40.000 luôn váy yếm nhá. Váy yếm kèm duy băng này. Đây, váy yếm kèm duy băng cho em nhá. 1 tuổi rưỡi quay lại cho em 08 này. À, cái này 08 tặng luôn 40.000 thì cái này xinh lắm, cái này con nhà em mặc đấy. Cái này con nhà em mà còn có 5 6 cái thôi tặng luôn cho em này. 40.000 08 nhá. 12 cân này. 10 đến 12 cân 1 tuổi rưỡi quay lại nhá. 1 tuổi rưỡi quay lại 08 cho em đi. Mọi người chấm bài thả tim thả like lên cho em nhé mọi người nhá. 08 cho em váy yếm nhá. 08 cho em này. 07 không có 26 cân đâu, các chị vui lòng nghe cân nặng em với nhá các chị ơi. 08 nhá, cái 08 12 cân cho em này. 12 cân cho em 1 tuổi rưỡi quay lại 08 nhá. À, 07 nhá, 07 12 đến 18 cân. Váy 10 tuổi em có nhá, váy 10 tuổi em có rồi, 08 nhá. Cái này 08 luôn này. 12 cân 1 tuổi rưỡi quay lại váy yếm cho em này. Em duy băng nhá. 40.000 luôn, cái này còn mấy cái tặng luôn 40.000 cho em nhá. 40.000 đồng 08. 08 40.000 cho em. Rồi lên tiếp cho em mã tiếp theo lên váy size lai, váy size đại nhá. Rồi mã tiếp theo lên cho em này, 09 này. Rồi lên mã tiếp theo cho em này. Rồi mã hàng tiếp theo lên cho em mã số 09 này. Mã tiếp theo lên cho em mã số 09 cho em váy cổ nơ, váy cổ nơ trắng nha mọi người nhá. Váy cổ nhọn trắng cho em mã hàng 09 cho em này. À, con này có full size là từ 17 18 cân đến 37 cân cho em. 17 cân đến 37 cân mã hàng lên cho em là 09 này. 09 em tặng luôn 89.000 luôn nhá. 89.000 size đại ạ. À, đồng thao gửi được nhá. Rồi cái này đây là 09 cho em này. Chất liệu của nó là đuối tơ cao cấp cho em, siêu mềm luôn. Cái này chất rất là mềm. Mã hàng cho em là 09 đi. 09 89.000 đồng cho em nha. 89.000. Full size cho bé là 17 cân đến 37 cân cho em ạ. 17 cân 4 tuổi cho em đến 37 cân 10 tuổi quay về mặc vừa cho em nhá. Mã hàng cho em là 09 này. 89.000 cho em này. 09 lên cho em màu màu hồng này. 09 lên cho em màu màu vàng này, và 09 lên cho em màu xanh nhạt, ship toàn quốc là 30.000 nha các bác nhá. À, Bình Phước ship rồi. Rồi mã này lên là 09 cho em này. Cái này vạt này là liền cho em nhá mọi người nhá. Vạt liền cho em này, đi học hay đi chơi thì rất là đẹp luôn và rất là lạ luôn ạ. Cổ nhọn rất là xinh. À, 17 cân đến 37 cân cho em 89.000 đồng cho em, đi đơn được hết rồi nha mọi người nhá. Riêng Hồ Chí Minh và Đồng Nai là không đi đơn. Riêng Hồ Chí Minh và Đồng Nai là không đi đơn thôi nhá. Rồi cái này lên cho em mã hàng là 09 cho em 89.000 đồng cho em nhá. 89.000 cho em, full size cho bé là từ 17 cân đến 37 cân cho em. Đây là mặt sau này. 17 cân đến 37 cân cho em 89.000 đồng nhá. 89.000 đồng. 89.000 cho em mã hàng là 09 đi. Màu hồng nhá, có tay bồng này. Cái này lên cho em là tay bồng này. 09 cho em màu hồng này. 09 lên cho em màu vàng này. 17 cân đến 37 cân mà chỉ có 89.000 một cái thôi các bác nhá. Chi ân luôn, cái này còn một ít thôi, 89.000. Màu xanh cho em 09 này. Màu xanh cho em 09 này, 89.000 cho em nhá mọi người nhá. 89.000 cho em. Mã hàng 09 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. 09 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn cho em nhá các bác nhá. Rất là đẹp luôn ạ. Cái này xinh lắm, cái cổ trắng của nó rất là đẹp luôn. Cổ trắng rất là đẹp. Màu xanh này, 09 lên cho em màu vàng này. Thanh Hà có 09 ok này. Ngọc Nét có 09 ok, Nga Hồng 09 hai cái ok này. Mã hàng 09 cho em 89.000 một cái thôi nhá. 89.000 cho em nhá mọi người ơi. Màu vàng này, màu hồng cho em này, 09 này. Rất là xinh luôn ạ. 09 kèm cân nặng kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. 09 kèm cân nặng mà kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. 89.000 cho em nhá. 17 18 cân đến 38 cân cho em. 17 18 cân đến 38 cân cho em nhá mọi người nhá. 09 ở nhà em nhiều số lắm, không nhớ được số đâu, mười mấy số nhớ làm sao được. Bây giờ có cuộc gọi đến thì các chị nghe máy đi chứ sợ gì không nghe. Chị Kim Nguyễn mà phải hỏi số nữa, nhà em nhiều số thoại lắm giờ sao nhớ được nhá. Hoàng Tuyết Trinh này, kiểm tra đơn dù em sao lâu rau. Rồi ok, Hoàng Tuyết Trinh để báo lên điện số ở Thanh Hóa nha mọi người nhá. Rồi Phạm Thị Công lên. À, rồi có 09 ok nhá, mã này là 09 ạ. Cái này 89.000 cho em nhá. 89.000 đồng cho em. 89.000 đồng cho em, mã hàng là 09 kèm cân nặng kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. À, Phạm Thị Công có 09 rồi, Võ Kim Anh có 07 rồi, ok. 09 nha mọi người nhá.
Rồi 09 nha các bác ơi. Mọi người chấm bài thả tim thả like lên cho em nào. Chấm bài thả tim thả like lên cho em nào. Mã hàng 09 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn màu xanh, màu hồng và màu vàng cho em 89.000 nha mọi người nhá. 89.000 một cái thôi ạ. Chất đùi tơ cao cấp cho em siêu mềm luôn nhá. Đùi tơ cao cấp rất là mềm, có bộ đồ bộ thu đông nhá. Rồi ok này, bánh bèo chợ đầm có 09 ok này. 89.000 đồng cho em 17 cân đến 37 cân cho em nhá. 17 cân đến 37 cân cho em. Mã hàng là 09 kèm cân nặng và kèm số điện thoại đi. Cân nặng kèm số thoại cho em là có đơn nhá. 89.000 cho em. Tôi lên cho em bộ điều này. Tôi lên cho em bộ điều này. Mã tiếp theo này, Lê Hương có 09 rồi ok nhá. Có xe áo chân váy không có. Hoàng Lan có 08 ok nhá. Lâu rồi chưa tới để em báo bưu điện nhá. Rồi ok này, lên tiếp cho em này. Hoàng Lan lên lại số điện thoại đi, Hoàng Lan sai số điện thoại kìa. Rồi ok, Ngô Phương có 09 ok vàng hồng. Rồi mã tiếp theo cho em này, mã số 10 này. Mã hàng số 10 cho em bộ điều cho em nhá, size 15 cân đến 20 cân cho em này. Mã hàng số 10 cho em tặng luôn bộ này cho em với giá là 99.000 luôn nhá mọi người nhá, 99.000 cho em nhá. Mã này lên cho em mã hàng số 10 cho em nhá, mã hàng số 10 cho em này, màu be này. Mã hàng số 10 lên cho em màu vàng này. Màu vàng cho em size 15 cân đến 25 cân cho em nhé. 20 cân, 15 cân đến 20 cân cho em 99.000 một bộ nhé. 99.000 đồng một bộ cho em mã số 10, chất rất là đẹp. Cái này là hàng thun gốc tông cho em nhé. Hàng Quảng Châu siêu xinh luôn. Mã hàng số 10 cho em nhé mọi người nhé. Nguyễn Thị Xuân có rồi này, ok này. Rồi này, Hoàng Lan có này. Bộ ngủ thì không có đâu. Cái này mặc ở nhà đi ngủ cũng được mà. Cái bộ thun gốc tông thì mặc ở nhà ngủ cũng được mà. Rồi mã này lên cho em là mã hàng số 10 cho em. Bật điều hòa bao nhiêu lạnh quá. Mã hàng số 10 cho em với giá 99.000 một bộ nha mọi người, size 15 đến 20 cân cho em nhá. 15 đến 20 cân cho em mã số 10 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá mọi người nhá. Màu nâu đất này, màu vàng cho em này và màu be cho em này, mã số 10 cho em nhá. 10 99.000 một bộ nhá, 99.000 một bộ cho em. Đặng Mỹ Dung có 09 thanh hơi hồng ok này. Rồi chị nào lấy thì comment mã hàng số 10 giúp em nha mọi người ơi. Mã hàng số 10 cho em nhá, bộ điều cho em nhá, size 15 đến 20 cân cho em này. 15 đến 20 cân cho em mã hàng số 10 cho em với giá là, mã số 10 cho em với giá là 99.000 đồng nha mọi người nha. 99.000 đồng cho em nhá, 99.000 đồng cho em nha. 99.000 đồng cho em. 99.000 chắc rất là đẹp. Đây là thun cốt tông cho em siêu mềm luôn nhá, hàng Quảng Châu cho em rất là đẹp luôn này. 99.000 15 cân đến 20 cân cho em. Mã hàng số 10 giúp em nha mọi người nhá. Mã hàng số 10 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em. Mã số 10 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em. Rồi lên tiếp cho em váy sau này. Mã số tiếp theo cho em mã số 11 này. Váy cao phía sau hả? Đấy hả? Rồi ok, lên tiếp cho em mã số 11 này. Rồi mã tiếp theo lên cho em set học sinh nhá mọi người nhá. Set học sinh cho em này. Mã hàng số 11 cho em, con này có size cho bé là từ 17 cân đến 30 cân à? 17 cân đến 30 cân cho em. Mã này lên cho em mã hàng là 11 cho em này. 11 cho em set cao cấp cho em 145.000 đồng một set nha mọi người nhá. 145.000 đồng cho em. Mã này lên là 11 nhá. 11 cho em này. Set học sinh cao cấp cho em 11 cho em nhá. 11 cho em 15 đến 30, 17 đến 30 cân cho em có màu be và màu trắng này. Màu trắng thì tầm 15 cân, 17 cân đến tầm 27 cân thôi ạ. Còn màu be thì size 17 cân đến 30 cân cho em. Nó lệch nhau 3 cân nhá mọi người nhá. Mã hàng là cho em là 11, 145.000 đồng cho em nhá. 145.000 đồng một set cho em. Cái này là set rồi ạ. Cái này là set rồi, chất rất là mềm. Chân váy thì có quần ở trong cho em nhá mọi người nhá. Đây, chân váy thì có quần ở trong cho em nên mặc rất là thoải mái cho em. Dáng nó cũng rất là dài. Dáng cũng rất là dài nhá, mặc đến đầu gối cho em này. 4 tuổi đến tầm 30 cân, 8 tuổi quay lại mặc vừa cho em. Mã hàng cho em là 11 cho em 145.000 đồng một set thôi nhá mọi người nhá. 145.000 đồng một set cho em nhá. 145.000 đồng một set cho em 11. Kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. Mười một nha mọi người ơi, mã hàng là 11 cho em nha.
Rồi cái này lên là mã số 11 cho em nhé mọi người ơi. Chấm bài lên giúp em với nào. Một chị đang xem live thì cho em xin một lượt chấm bài với nào. Chấm bài lên giúp em với các chị yêu nhá. Chấm bài tương tác lên giúp em nào. Mã hàng cho em là 11 nha, 145.000 đồng cho em size 17 cân đến 30 cân cho em nhé mọi người nhá. 17 cân đến 30 cân cho em 145.000 đồng cho em nhá. 145.000 đồng cho em ạ. Chị nào lấy thì comment là 11 kèm cân nặng kèm số điện thoại cho em là có đơn nhé mọi người nhá. 11 nhá. Đặng Mỹ Dung có rồi ạ, Đặng Mỹ Dung có rồi nhá. Đặng Mỹ Dung có rồi. Đặng Mỹ Dung có rồi. Chị nào lấy 11 thì comment là 11 đi. Cái này có size gì? Còn size 40. Rồi lên tiếp cho em mã hàng tiếp theo này. Mã số tiếp theo lên cho em này. Mọi người chấm bài lên cho em nhá. Mã số tiếp theo lên cho em mã số 12 này. Con này có size là 33 cân đến 40 cân cho em nhá. Mã số 12 ạ, 12 cho em này. 33 cân đến 40 cân, mã hàng cho em là 12, tặng luôn 109.000 đồng cho em nhé. Váy hoa cổ trắng này. Cái này hoa nâu trắng cho em rất là đẹp luôn. Đây hoa cổ trắng cho em, chất liệu của nó là thô mềm cho em nhé mọi người nhé. Cái này chất liệu là thô mềm, thô boy cao cấp đấy, rất là mềm, không bị nhăn cho em nhé. Mặt sau thì có dây thắt eo cho em, cái này có vài cái thôi. Có tầm chục cái nên em tặng luôn 109.000 nhá. 109.000. Mã này lên cho em là 11 nha mọi người nhá. À 12 chứ nhỉ. Mã hàng 12 cho em nhá. Mã hàng là 12 cho em nhá. Hàng đi mấy ngày tới chị ở đâu ạ? Chị ở đâu? 12 nhá, cái này lên là 12 cho em 109.000 đồng cho em nhá. 109.000 đồng, mã số là 12 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá mọi người nhá. Mã số là 12 cho em này. 12 cho em nhá. Bà Rịa Vũng Tàu ở đâu? Bà Rịa Vũng Tàu em xem có đi đâu nữa không nào. Bây giờ không hứa trước được là ngày nào đến cả, tại vì là dịch nên là em không biết được ngày nào cả nhá. Ít nhất cũng phải cả tuần ở trong miền Nam ấy. Rồi cái này lên là mã số 12 cho em nhá mọi người ơi. 30 cân đến 40 cân cho em nhá. Màu cam này. 12 lên cho em màu hồng này. 109.000 thôi nhá. 109.000 đồng cho em. Mã hàng là 12 cho em màu xanh này. 12 màu xanh cho em này. 109.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Xe Bugri 145.000. Xe Bugri 145.000. Đi đơn rồi nhá. Nếu như có chốt đơn là đi đơn rồi. Còn em không hứa trước được là ngày nào tới cả, tại vì bây giờ là do bưu điện hết nhá. Chứ còn em đi đơn thì là gọi điện là chốt đơn đi đơn rồi ấy. Rồi mã số là 12 cho em 109.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. 109.000 cho em này. 109.000 đồng cho em. Full size là từ 30 cân đến 40 cân cho em nhá. Có mấy cái thôi 109.000 nhá. Có mấy cái sale 109.000 cho em này. 30 cân đến 40 cân cho em. Màu cam, màu hồng và màu xanh. Cam hồng xanh các chị lên cân nặng cho em với nhá. Ngọc Thúy có 12 ok này. Thanh Hà 12, Gia Hân có 12 ok. 109.000 đồng cho em nhá. 109.000 đồng. Mã hàng cho em là 12 đi. 12 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá mọi người nhá. 12, 109.000. 12 nhá mọi người nhá. Cái này lên là 12 cho em này. 12, 109.000 đồng cho em nhá. 109.000 đồng cho em ạ. Bằng Huế có 12 ok này. Ở chợ Đầm có 12 ok này. Có nhân viên chốt đơn là đi đơn rồi nhá chị Nhung Phạm nhá. Có nhân viên chốt đơn là đi đơn rồi. Rồi mã này lên là 12 nhá. 12 cho em. 30 cân đến 40 cân 109.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Chất liệu của nó là thô boy cao cấp cho em, phối này, phối cổ vuông cho em rất là xinh luôn ạ. Rất là xinh cho em, màu hồng, màu cam và màu xanh cho em nhá. Hồng, cam và xanh cho em này. Mã hàng là 12, đây là mặt sau này. 109.000 nha mọi người nhá. 109.000 đồng cho em nhá. 12 nhá. Mã số 12 cho em. Rồi 12 nhá mọi người nhá. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Cái này hả? Cái này đúng không? Rồi ok nhá. 12 cho Đặng Mỹ Dung ok này. Cái này hay là cái nào? Cái này á hả? Cái set học sinh là mã bao nhiêu? 05 đúng không? Set học sinh là mã số 05 nhá mọi người nhá. Set học sinh lên cho em là 05 này. Quần gì? Quần sorry và áo thun là quần gì? Nguyễn Toàn lên số điện thoại đi chị. Nguyễn Toàn lên số điện thoại nào.
set quần đấy em không có nhá. Cái này lên là 05 cho em 17 cân đến 22 cân cho em 89.000 cho em 05. 89.000 đúng không? Rồi cái này lên là 05 cho em 89.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Mã hàng cho em là 05 đi màu xanh, 05 cho em màu trắng này, 89.000 đồng cho em nhá. 89.000 đồng cho em này. Full size cho bé là từ 17 cân đến 22 cân cho em nhá. 17 đến 22 cân, mã hàng cho em là 05 cho em 89.000 nha mọi người nhá. Còn mấy cái thôi ạ. Còn mấy cái nữa sẽ luôn 89.000 cho em 05 đi. 05 89.000 đồng cho em nhá. 05 nhá mọi người nhá. Ký không có, 50 ký không có nhá. Cái này lên là 05 cho em này, 05 cho em nhá mọi người nhá. Mã này lên là 05 cho em 89.000. Còn mấy cái nữa sẽ 89.000 cho em nhá. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Mã số 06 à bao nhiêu? Rồi. Mã số 10 13 cho em này. Mã số 13 cho em 14 cân đến 20 cân cho em mã số 13 này. Cái này lên là mã số 13 cho em tặng luôn này. 40 ký thì có, 40 ký thì có chứ 50 ký thì không có đâu. Rồi mã này lên cho em là 13 nhá. Mã số 13 cho em set chân váy áo nỉ da cá cho em này. Áo nỉ da cá cho em size 14 cân đến 20 cân cho em 5 tuổi quay lại cho em nhá. 5 tuổi quay lại cho em này. 5 6 tuổi quay lại cho em. Mã số lên là 13 cho em. Cái này sale 99.000 luôn nhá mọi người nhá. 99.000 cho em có màu be và màu hồng. Màu be và màu hồng cho em 99.000 cho em. Đồ đông bé trai 40 cân em không có rồi. Không có nhá. Rồi cái này lên cho em là mẫu này không có 25 cân ạ. Cái này bây giờ chỉ còn size 20 cân quay đầu cho em nhá. 14 cân đến 20 cân quay đầu cho em với giá 99.000 đồng cho em nhá. 99.000 đồng cho em này. Xét học sinh chân váy có nhá. Đây trước mặt luôn ạ. Xét học sinh chân váy đây vừa luôn. Chân váy đây. Rồi cái này lên là mã số 13 cho em 99.000 đi. 13 99.000 đồng cho em nhá. 13 99.000 đồng cho em nhá. Size cho bé là 10 từ 14 cân đến 20 cân cho em 99.000 đồng cho em. Mã này lên là 13 nhá mọi người. 36 cân không có rồi. 13 nhá. Cái này lên là 13 kèm cân nặng cho em là có đơn màu be với màu hồng nhá. Màu be với màu hồng. Mã này lên là 13 cho em màu be, 13 lên cho em màu hồng này, 99.000 nhá. 99.000 cho em nhá. 99.000 mã số là 13 nhá. 40 cân thì nhà em chỉ có váy hoa thôi. 40 cân có váy hoa. Rồi 99.000 mã này lên là 13. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Cái này còn một ít sale luôn này. Rồi mã số tiếp theo lên cho em mã số 14 này. Mã số 14 cho em này. Ngọc Thúy có 05 màu trắng ok, quần dài không có. Rồi mã tiếp theo này, váy công chúa em không có nhá. Rồi cái này size gì anh? Size 30 cân à? Rồi lên cho em mã số 14 cho em size 30 cân đến tầm 45 cân cho em. Mã hàng lên cho em là 14 này. Mã số 14 cho em nhá. 99.000 đồng cho em 14 này. Mã hot đi em không có thôi. Mã hot đi không có nhá. Bây giờ đang dịch lắm nên là cắt tất cả các chợ, các xưởng đều đóng cửa hết nên là không lấy được hàng ấy mọi người ơi. Bây giờ có gì bán cái đấy thôi nhá. Mã này lên là 14 này. Mã số 14 cho em này. Mã hàng số 14 cho em size cho bé là từ 30 cân đến 45 cân cho em nhá. 30 cân đến 45 cân cho em. Mã này lên là 14 cho em này. Dáng baby doll cho em rất là xinh luôn. 99.000 đồng cái size đại nha mọi người nhá. 99.000 đồng cho em. Mã này lên là 14 đi. Mã hàng 14 cho em 99.000 đồng cho em màu hồng này. 14 lên cho em màu vàng này. 30 cân đến 45 cân nhá mọi người nhá. Cái này size đại nhá. 99.000 cho em 30 cân đến 45 cân cho em. Mã này lên là 14 cho em đi. 14 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn màu hồng 14 vàng nhá mọi người nhá. 14 hồng 14 vàng cho em 30 cân đến 40 cân 45 cân ạ. Cái này 30 cân đến 45 cân nhá mọi người nhá. Mã này lên là 14 cho em nha. Mã hàng 14 cho em với giá là 99.000 đồng cho em. Thoboy cao cấp siêu mềm luôn. Đây là thoboy rất là mềm luôn cho em, rất là đẹp luôn ạ. Rất là xinh 14 nhá mọi người nhá. Đây mã hàng cho em là 14 đi. 14 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha. Đồ cho bé 9 tuổi, đồ bộ 9 tuổi không còn đâu ạ, hết rồi.
14 nhá mọi người nhá. 45 cân quay đầu cho em nhá mọi người ơi, màu hồng với màu vàng cho em này. Màu hồng với màu vàng cho em nhá. Hồng vàng cho em, full size cho bé là từ 30 cân đến 45 cân nhá. 30 cân đến 45 cân cho em này. À, Bà Rịa Vũng Tàu có nhá. Rồi với giá là 99.000 đồng cho em này. Ngô Phương 14, Thanh Hà 14 ok này. Mã hàng là 14 cho em nhá. À, Bằng Huệ có 14 ok. Linh Ngọc lên số điện thoại à? Linh Ngọc lên số điện thoại nào. Chị Linh Ngọc lên số điện thoại giúp em nhá. Mã 14 cho em và giá 99.000 cho em nhá. 99.000 đồng cho em. 99.000. 99.000 cho em. Size cho bé là từ 10. Size cho bé là từ 30 cân đến 45 cân. 30 cân đến 45 cân cho em nhá. Rồi mã hàng 14 cho em nhé mọi người ơi. Linh Ngọc lên số điện thoại đi nào. Linh Ngọc lên số điện thoại cho em là 14 nhé mọi người nhé. Rồi lên mã tiếp theo cho em, mã số 15 này. Ui chị lên buồn ngủ chết. Ta buồn ngủ. Ngô Phương có 14 rồi ok. Linh Ngọc lên số điện thoại đi nhé. Rồi mã tiếp theo lên cho em váy nơ ngực cho em này. Đây váy nơ ngực cho em rất là xinh luôn này. Rất là xinh luôn. Mã hàng cho em là 15 nhé. Mã hàng cho em là 15 cho em này. 15 cho em, con này có size là 17 cân đến 40 cân cho em. Mã hàng cho em là 15 nhá. 119.000 đồng cho em. Mã số lên là 15 nhá. 15 119.000 đồng cho em mặt sau này. Có dây thắt eo rất là xinh. Chất liệu của nó là đùi gân co giãn cho em nhá. Đùi gân co giãn cho em. Mã này lên là 15 đi. Cái này có nơ này rất là xinh. Cái này là nơ phối liền luôn nhá mọi người nhá. Nơ phối liền cho em. Mã hàng cho em là 15 giúp em nhá. Mã số 15 cho em màu hồng này. 15 lên cho em màu xanh này. 15 màu xanh này. 15 lên cho em màu be này. Màu be nhá. Và 15 cho em màu trắng này. Size 17 cân đến 40 cân cho em ạ. 119.000 cho em nhá. 119.000 đồng cho em. Váy đuổi gân cao cấp cho em, siêu mềm. Cái này rất là mềm luôn. Cái này mềm lắm. Cái rất là mềm cho em. 17 cân đến 40 cân cho em nhá mọi người nhá. Từ 4 tuổi đến 10 tuổi là mặc vừa. 4 tuổi đến 10 tuổi mặc vừa cho em. Mã hàng cho em là 15 đi. 119.000 đồng cho em màu trắng này, màu be này. 15 lên cho em màu màu xanh này. Và 15 lên cho em màu hồng này. Mã hàng là 15 nhá mọi người nhá. Linh Ngọc có 13 ok rồi. Rồi cái này lên là 15 cho em nhá. Bu đi đợi xíu nhá. 15 xanh, 15 hồng này. 15 be này. 119.000 đồng cho em. 15 màu trắng cho em này. 119.000, size 40 cân quay đầu. Bé trai thì em không có nhá. Bé trai không có. Tuyền Lê có 15 ok này. Con này có size cho bé là từ 17 cân cho đến 40 cân nhá. 17 cân đến 40 cân cho em màu be màu trắng này. 15 lên cho em màu xanh này. Màu xanh này. 15 lên cho em màu hồng này. Màu hồng cho em. Mã hàng cho em là 15. 115.000 nhá. À 119.000 nhá. Nhầm. 119.000 đồng cho em nha các bác nhá. 119.000 đồng cho em. Ngô Phương có này, Tuyền Lê có 15 ok này. 119.000 đồng cho em nhá. Tầm tiếng làm không được thì tắt. Nhá. Chậm lắm. Bằng Huệ có 15 ok này. Cái này lên là 15 cho em nhá. Thanh Hà có 15 ok. 17 cân đến 40 cân ạ. 17 cân đến 40 cân cho em, chất co giãn rất là đẹp luôn á. Cái này chất đùi gân đẹp lắm. Đây này, dùng gần chất cho em này. Cái này là đùi gân cho em hoa liền nha mọi người nhá. Rất là mềm ạ. Cái này siêu mềm luôn cho em này. 119.000 đồng cho em, mã hàng là 15 nhá. 15 be, 15 hồng, 15 xanh cho em và 15 trắng cho em nhá mọi người nhá. Mã hàng 15 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha. 119.000 đồng cho em. 119.000 đồng cho em, mã hàng là 15 đi. 15 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn. 15 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. 06 là cái gì? Máy nhí. Hết chưa? 06 hết rồi ạ. 06 em hết rồi nhá. Còn cái book ri này. Rồi lên xem book ri này. Rồi book ri này là mã hàng 11 nhá. Book ri cho em là mã hàng 11 cho em này. Ngô Phương rồi ok, màu hồng này.
mà 119.000 mã hàng là 15 cho em nhé mọi người nhá. Rồi lên cho em cái này là mã số 11 nhá, size 17 cân đến 30 cân cho em. Mã hàng cho em là 11 size Mugri cao cấp cho em với giá là 145.000 nhá. 145.000 cái này lên là mã hàng 11 cho em này. Mã số lên là 11 cho em nhá mọi người nhá. Đầm hoa treo bao nhiêu cân? Đợi xíu em lên nhá. Rồi cái này lên là mã số 11 cho em nhá. Mà 17 cân đến 30 cân cho em, 145.000 hàng cao cấp nhá. Cái này chân váy có quần ở trong cho em này. Bugri cao cấp cho em siêu mềm luôn ạ. Cái này mềm lắm. Đây áo mềm mướt này, cổ lá cho em rất là xinh luôn. Cái này đi học hay đi chơi cũng rất là đẹp và sang nhá. Cái này là váy rồi nhá. Cái này là set váy rồi nhá. Cái này là váy rồi. Làm sao liền được. Cái này là set rồi nhá. Set rồi nhá. Size cho bé là từ, mã hàng cho em là 11 nha mọi người nhá. Size cho bé là từ 17 cân cho em nhá. 17 cân cho đến 30 cân ạ. 17 cân đến 30 cân cho em, mã hàng cho em là 11 cho em, 145.000 một set nha. 145.000 một set cho em, 11 cho em màu be này. Và 11 lên cho em màu trắng này. 11 màu be, 11 màu trắng cho em 145.000. Trần Thị Kim Thảo có 15 rồi ok này. Mã này là 11 nha các chị nhá. 145.000 cho em. Rồi mã tiếp theo lên cho em mã số 16 này. Mã tiếp theo lên cho em, các em vẫn đủ size đúng không? Rồi. Mã tiếp theo lên cho em mã hàng 16 cho em này. Full size là từ 17 cân đến 40 cân cho em. Váy cổ sen nhá, dáng búp bê cho em rất là xinh. Chất liệu của nó cũng là thô boy cao cấp cho em. Mã hàng cho em là 16 này, 119.000 đồng luôn cho em nhá. 16 ạ. Mọi người ơi chấm bài thả tim thả like lên giúp em với nè. Mọi người chấm bài thả tim thả like lên giúp em với nè. 11 cho Ngọc Thu Trần ok. Mã này lên là 16 cho em nhá. Mã hàng 16 cho em nhá. Rồi mã tiếp theo lên cho em là mã hàng 16 cho em này. 16 này con này có size 17 cân cho đến 40 cân cho em nhá. 17 cân đến 40 cân cho em, 119.000 đồng cho em nhá. 119.000 đồng cho em này. 119.000, mã này lên là 16 đi. Mã hàng 16 cho em nhá. Chị Trường Hương lên số điện thoại đi ạ. Chị Trường Hương lên số điện thoại giúp em, là Trường Hương lên số điện thoại cho em nhá. Các chị đặt hàng lên số điện thoại giúp em nhá. Cái này lên là 16, dáng búp bê siêu xinh luôn cho em này, 40 cân quay về cho em nhá. Mọi người phối màu rất là xinh luôn ạ. Mà 17 cân 4 tuổi cho em đến 40 cân 10 tuổi quay về nhá. Có một màu duy nhất này thôi ạ, có một màu duy nhất em đang cầm là màu vàng, hoa vàng cho em. Mã hàng cho em là 16, 119.000 nha mọi người nhá. Thanh Hà có, Trang Lê có 16 ok này. Đầm bao nhiêu vậy? Số 119.000, cái này 9 tuổi mặc vừa nha chị Lan Vi nhá. 16 cho Ngọc Thu Trần ok này, 119.000 đồng cho em nhá. 119.000 cho em, chất liệu của nó là thô boy cao cấp siêu mềm luôn. Cái này mềm mà đẹp lắm. Đây cổ lá này. Cái này cổ lá rất là xinh luôn nhá mọi người nhá. 16 đi. Cái này có ở sau là phối khóa này. Cái này có khóa chìm cho em rất là xinh luôn ạ. Khóa chìm cho em nhá mọi người nhá. 16 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn. 119.000 nha, 119.000 cho em. 119.000 đồng cho em nhá. Size 17 cân đến 40 cân cho em nhá. Size gì á? Size bao nhiêu cân đó chị? Để em biết được em lên nào. Chị nhỏ Hoài Thu hôm nay làm cơm cuộn. Rồi chị nào lấy 16 thì comment 16 cho em nhá. Rồi ok nha, đồ pyjama em không có rồi, pyjama em không có nhá. Lên set đi học xanh xanh kia đi, set xanh xanh kia. Set xanh xanh kia không có size to đâu ạ. Trần Thanh Liêm lên số điện thoại cho em nào. Trần Thanh Liêm lên số điện thoại, cái này lên là 16 nha mọi người nhá. Mã hàng 16 cho em nhá, 119.000 đồng cho em nhá. 119.000, size 17 cân đến 40 cân cho em, đủ size đấy. Đấy đủ size đấy. Đây cái này là mã số 07 em. 05 nhá. Thủy Thú cho em là 05 này. Thủy Thú cho em là 05 này. Chẳng thấy cái comment của chị ấy ở đâu. Chị Thu Nguyễn ở đâu? Chẳng thấy ở đâu. Rồi cái này lên là 05 cho em nhá. Mã này lên là 05, 17 cân đến 22 cân cho em. 17 đến 22 cân, 89.000 cho em. 05 89.000 đúng không? Cái này 05 nhá, 05 cho em, 89.000 cho em nhá. 05 89.000 đồng cho em. 89.000 cho em 05 nhá.
17 cân đến 22 cân cho em mã hàng 0589.000 cho em nhé. 89.000. 89.000 cho em. 89.000 có màu trắng với lại màu trắng với màu xanh nhá. Màu trắng với màu xanh, cái này lên là 05 nhá mọi người ơi. 05 cho em, cái này hết rồi, cái này bây giờ hết rồi không còn đấy. 17 cân đến 22 cân 89.000 cho em nha. 17 đến 22 cân 89.000 đồng cho em 05. Kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá, 89.000 cho em. Rồi ok nha, mưa có lên đầm 20 cân, đầm hoa 20 cân có rồi, chị nào lấy 05 thì comment 05 cho em. Đầm hoa 20 cân vừa lên cái mã số 10 à. Vừa lên size nhí nhá. Vừa lên cái mã số 16 là gì? Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Nhi Võ lên lại số điện thoại đi. Nhi Võ lên lại số điện thoại này, Lan Linh có 05 này. Nhi Võ lên số điện thoại lại đi nhá. 40 kg đang còn, 40 kg đang còn nhá. Thì Lan Linh có rồi. Lan Linh có rồi. Rồi ok, mã tiếp theo lên cho em mã hàng số 10 17 nhá, 17 nhá. Mã tiếp theo lên cho em mã hàng số 17 cho em này. Mã số 17 cho em này. Mã số 17 cho em cổ gen nhá mọi người nhá. Cổ gen cho em, cổ gen bèo cho em size này. Cái này có tay nhá mọi người ơi, cái này là tay hến cho em này. Size 35 cân đến 45 cân cho em này. 35 cân đến 45 cân, mã này lên cho em mã số 17 cho em này, 119.000 đồng cho em nhá. 119.000, lên con này cho em mã hàng là 17 cho em nhá. Mã số là 17 cho em màu vàng, 17 lên cho em màu hồng này. 119.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. 119.000, chất liệu là đuổi gân cho em siêu đẹp luôn. 119.000 mặt sau này, mặt trước này. Size 35 cân đến 45 cân cho em, mã này lên là 17 cho em nhá. Mã hàng là 17 cho em, 119.000 cho em. 15 cân có nhá. Tổng tú trần có 05 rồi ok. Mã này lên cho em là mã số 17 nhá. 17 cho em ạ. 17 cho em, 119.000 đồng cho em nhá. 119.000. Full size là 35 cân đến 45 cân cho em nhá các bác, đẹp cực luôn á. Cái này cổ gen ở sau này, rất là xinh. 119.000 cho em. Màu vàng và màu hồng cho em nhá. Dáng này, dáng baby doll cho em nhá, tay hến á. Cái này là tay hến cho em này, mặt sau này. Mã hàng số 17 nhá, 119.000. 45 cân quay đầu cho em nhá mọi người nhá. 35 cân đến 45 cân cho em này. 35 cân đến 45 cân cho em. 17 cho Thanh Hà ok, Ngô Phương có 17 ok này. 119.000 đồng cho em nha. 119.000 đồng cho em nha các bác nhá. 17. 17 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. Đủ gân ạ, chất liệu đó là đủ gân siêu đẹp luôn. 17 149.000. Rồi. 19 á. 119.000. 119.000 quên. 17 119.000. Lộ 17 119.000 đồng cho em nhá. Phương Nguyễn có rồi ok này. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Váy tim nhá mọi người nhá, váy tim cho em này. Váy tim lên cho em này. Mã tiếp theo lên cho em mã số 18 này. Mã số 18 cho em, con này có size cho bé là từ 17 cân đến 40 cân cho em, mã hàng là 18 cho em với giá cũng 119.000 đồng luôn cho em nhá. Mã này lên là 18 đi ạ. Mã hàng cho em là 18 này, 119.000. 119.000 đồng cho em, mã hàng là 18 nhá. Kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn này. Size cho bé là 17 cân đến 40 cân. Chất liệu của nó là Thoboy cho em, rất là mềm nha. Thoboy siêu mềm luôn cho em này. Cái này đẹp lắm. Cái này rất là xinh luôn, cổ lá liền nha mọi người nhá. Cái này cũng phối nơ liền luôn cho em này. Cái này cũng phối nơ liền luôn cho em này. Màu vàng với màu hồng. Màu vàng với màu hồng, mã này lên là 18 nha. Mã hàng 18 cho em, 17 cân đến 40 cân cho em này, 119.000 nhá. 119.000 cho em này. Cái này rất là xinh. 40 cân quay đầu. Mã hàng 18 cho em, Bích Tuyền có 17 rồi ok, hai áo này, 45 cân vàng hồng ok này, Bích Tuyền này. Rồi ok nhá, sau book ri á. Sau book ri là set hoa đấy hả? Rồi cái này đây là 18 cho em nhá mọi người ơi, 18 hồng, 18 vàng cho em này. 18 hồng, 18 vàng cho em, 119.000 đồng cho em nha. 119.000 đồng cho em nha. Rồi bây giờ lên size nhí á. Mã hàng 18, 119.000. 17 cân đến 40 cân cho em, mặt sau có dây thắt eo chất thâu boy cao cấp cho em nhá mọi người nhá. Màu hồng này. Các chị thích nhẹ nhàng thì lấy màu hồng cho em này, nổi bật thì lấy màu vàng cho em này. 119.000 đồng cho em nhá. 119.000 đồng cho em này. Mã hàng là 18 ạ. 18 nhá.
18 nhá mọi người nhá, 18 nhá. Thanh Hà này, Phụng Trần có 18, ok này. 17 cân đến 40 cân nhá, đủ size từ 4 đến 10 tuổi mặc vừa cho em. 18 nhá, mã hàng 18 cho em 119.000 đồng cho em nha. 18 nhá. Nhà em đang chơi lên 19, chị ơi chị có men 19 là mã nào? Cái này là 18 nhá. Mã này váy tim này cho em là 18 nha các bác nhá. 18 cho em 119.000 đồng cho em nhá. Nguyễn Hạnh có Trần Thanh Liêm có 18, ok này. Các chị yêu cố gắng đi đâu lấy hai sản phẩm trở lên để được gõ chốt đơn nha mọi người nhá. 18 ạ. Cái này còn chẳng bằng cái ngày xưa nhà mình bán chay cái Nikki nhỉ. Rồi ok, 18 cho bánh bao bánh bèo Chợ Đầm này. 18 119.000 đồng cho em nha mọi người ơi. 17 cân đến 40 cân cho em vàng hồng nha mọi người nhá. Màu vàng với màu hồng cho em 18 nhá. Con này lên là 18 nha mọi người nhá. Mã hàng 18 cho em 119.000 đồng cho em nha. 119.000 đồng cho em nhá. Ôi trời ơi, xe đi học ở sau là mã số mấy đây? 11. Xe đi học ở sau là 11, size 17 cân đến 30 cân cho em này. Mã hàng 11 145.000 nhá. Xe Bugli là 145.000 cho em này. Bugli lên cho em là 145.000 cho em màu be với lại màu trắng nhá. Màu be với màu trắng cho em 145.000. 145.000 đồng cho em màu be với màu trắng cho em. Mã này lên là 11 cho em, chất liệu là Thoboy nhá. Thoboy cao cấp 145.000 này. Thoboy cao cấp 145.000 đồng cho em. Mã hàng lên là 11 nhá. 11 cho em nhá, màu be và màu trắng này. 145.000 cho em nhá. Sọc phía sau đây ạ là 11 nhá. 11 cho em nhá mọi người ơi. Rồi lên tiếp cho em size nhí này. Bây giờ lên size nhí nhá. Mã tiếp theo lên cho em mã số 20 ạ. Mã số 19 này. Mã tiếp theo lên cho em mã hàng 19 cho em váy sọc cánh tiên nhá. Con này size 10 cân đến 20 cân cho em này. 10 cân đến 22 cân. Mã số 19 cho em với giá 89.000 luôn nha. Váy sọc. Rồi 18 bao nhiêu ký? 18 là size 17 cân đến 40 cân nhé chị ơi. 18 là size 17 cân đến 40 cân nhá. 119.000. Rồi lên con này cho em mã số là 19 này. Con này lên cho em là mã hàng 19 cho em nhá. Size cho bé là từ 10 cân đến tầm 25 cân cho em màu xanh này. Còn màu vàng là từ 10 cân đến 20 cân cho em này. 10 cân đến 20 cân là màu vàng cho em. 89.000 cho em nhá. 89.000. Mã này lên là 19 cho em, 89.000 size nhí nhá mọi người ơi. Chán đời. Ngày mai nghỉ mẹ ăn. Chị Thanh Thúy lên số điện thoại đi chị. Chị ơi. Thanh Thúy lên số điện thoại đi nào. Thanh Thúy lên số điện thoại cho em nào. Thanh Thúy lên số điện thoại đi. Bugri không có 40 cân đâu ạ. Bugri chỉ có 30 cân thôi chị ơi. À 10 rồi cái này lên là mã số 19 cho em nhá. Sọc xanh là 10 cân đến 25 cân 1 đến 5 tuổi này. Còn sọc vàng là 10 cân đến 20 cân cho em này. Minh Tâm Trần lên số điện thoại. Minh Tâm Trần lên số điện thoại cho em nào. Hoa có dại có 19 ok này. Minh Tâm Trần lên số điện thoại nào. Nguyễn Thị Xuân có 19 ok này. Màu xanh là đến 25 cân nhá mọi người nhá. Màu xanh là đến 25 cân. Còn màu vàng là 20 cân. Quay về cho em 89.000 đồng cho em nhá. 89.000. Mã này là 19 cho em đi. 19 cho Lan Linh ok này. Lê Thị Thơ có 19 ok này. 19 cho em nhá mọi người ơi. Mã này là 19 cho em, 89.000 nha mọi người nhá. Chất xinh lắm. Cái này chất đuổi gân mềm cho em này. Đây ạ. Và sau này có dây thắt eo này. Mã hàng 19, 89.000 đồng nha. Nhàn Hoa có 19 ok này. Màu vàng với màu xanh nhá mọi người. Con nhà em mặc cái màu xanh đẹp lắm. Cái này rất là mát, màu nó tươi lắm. Mà tay cánh tiên rất là lạ luôn ạ. Cái này tay cánh tiên rất là lạ. Màu vàng và màu xanh cho em size. Màu xanh là size 10 cân đến 25 cân cho em nhá. Còn màu vàng là size là 10 cân đến 20 cân cho em. 89.000 một cái thôi ạ. Size nhí nhá. Cái này là size nhí 1 đến 4 năm tuổi. Coi lại mặc vừa cho em, cao hơn là không mặc được đâu nhá. 1 đến 4 năm tuổi mặc vừa cho em. Mã hàng 19, 89.000 đồng cho em nhá. Ngọc Mỹ có 18 ok này. Rồi 18 rồi ok. Mã này là 19 nha các bác nha. Chị nào lấy 19 thì comment 19 đi. 89.000 cho em nhá. 89.000 cho em. Rồi cái này ạ. Cái này còn không anh? Còn.
Cái này có một ít em sale luôn này, mã số 20 này. Mã tiếp theo lên cho em mã số 20, 10 cân đến 13 cân à. 10 đến 13 cân, 1 đến 2 tuổi mặc vừa cho em. Mã này lên là 20 cho em này, 20 còn mấy cái sale 70.000 luôn này. Mã này lên là 20 nhá, mã số 20 70.000 cho em, size 10 đến 13 cân cho em này. 2 tuổi quay lại nha. 10 đến 13 cân này, 1 đến 2 tuổi mặc vừa cho em, mã hàng 20 70.000 nhá mọi người nhá. 20 70.000 cho em màu trắng với màu hồng tay dài nhá. Cái này tay dài cho em. Chị Hoa Nguyễn lên số điện thoại đi ạ. Chị Hoa Nguyễn lên số 11 14 cân em không vừa đâu. Nghe cho rõ đi. Hương Nguyễn có 19 rồi, ok này. Mã hàng 19 89.000 nha chị Huỳnh Thị Thúy nhá. Rồi cái này là mã số 20 70.000 cho em, còn mấy cái tặng luôn 70.000 cho em, size 10 đến 13 cân nhá. 10 đến 13 cân này 2 tuổi quay lại. Xinh lắm. 10 đến 13 cân 2 tuổi quay lại cho em, mã số lên là 20 nhá. 20 70.000 cho em màu trắng, 20 cho em màu hồng. 20 nhá mọi người ơi, mã hàng cho em là 20 đi. Rồi cái này lên cho em, mã tiếp theo lên cho em này. Cái này đọc mã là chị xem này, chắc chưa hết đúng không? Rồi cái này lên cho em mã số là 12 này. Mã này lên cho em là 12, size này 30 cân đến 40 cân cho em. Mã hàng 12 cho em này, 109.000. Con này lên là 12 nhé mọi người nhá. Chị Diễm Nguyễn lên số điện thoại. Diễm Nguyễn lên số điện thoại nào. Diễm Nguyễn lên số điện thoại, các chị lên số điện thoại giúp em nhé mọi người ơi. Hoa có dại có 12, 20 ok này. Rồi cái này lên là mã số 12 cho em nhá. Mã hàng 12 cho em, size là 30 cân đến 40 cân cho em, 109.000. Chất liệu của nó là thô boy nhé mọi người nhá. Cái này chất liệu là thô boy cao cấp cho em, 109.000 này. 109.000, mã hàng là 12 nhé mọi người ơi. 12 bộ dài 40 cân em không có, hết rồi. Rồi 12 cho em này, cổ trắng liền này. Đấy, rất là đẹp luôn mặt sau này. Size 10, size 30 cân đến 40 cân cho em. Mã hàng 12 Cà Mau á. Cà Mau nhận đơn rồi nhá. Cà Mau nhận đơn rồi. Rồi 12 nhá mọi người ơi. 12, mã hàng 12, 109.000 đồng cho em nha. 30 cân đến 40 cân cho em 12 nhá. 12 ạ. Mã hàng là 12, kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. 12. Rồi ok, Hương Giang có rồi, ok. Rồi lên tiếp xanh nhí cho em này. Rồi mã tiếp theo lên cho em mã số 21 cho em này. Mã hàng số 21 váy tơ nhá, 10 cân đến 20 cân cho em, 89.000 luôn cho em váy tơ này. Cái này lên là mã số 21 cho em nhá mọi người nhá. 21 89.000 cho em này. Rất là xinh, váy tơ bèo ạ. Cái này là tơ bèo cho em xinh lắm. 12 cân à, 10 cân đến 20 cân cho em. 10 cân đến 20 cân cho em váy tơ 1 đến 4 tuổi mặc vừa cho em, 89.000 nhá mọi người nhá. 89.000. Cái này lên là 21 cho em màu hồng, 21 màu vàng này. Và 21 lên cho em màu màu be nhá, màu nâu tây á, màu nâu tây cho em này. Cái này lên là 21 đi. Mã số là 21 cho em nha. Mã số 21 cho em nhá mọi người nhá. Màu nâu tây, màu vàng này. 21 lên cho em màu hồng này, 89.000 một cái thôi các bác nhá. 89.000. 89.000 đồng cho em nhá. 89.000, mã số lên là 21 nha. 21 89.000 đồng cho em nhá. Rồi ok, mã này lên là 21 cho em nhé mọi người ơi. Mã số 21 nha mọi người nhé. 12 cho Nguyễn Thị Xuân. Chị ơi, mã 12 nhà em làm 12 làm gì? Làm 12 làm gì có 11kg đâu. 12 là size 30-40kg mà. Các chị nghe lộn rồi, cái đây là 21 nha. Mã này là 21 cho các em. Các chị comment đúng số đi. Đúng số nha mọi người nhé. Rồi 21 cho em màu nâu tây này, 21 màu vàng này. Và 21 lên cho em màu hồng này cho em này. Màu hồng, mã hàng 21 10 10 cân đến 20 cân. Mã này là 21 cho em, 89.000 nha mọi người nhá. Mã số 21 chị Nguyễn Thị Xuân là lấy mã số bao nhiêu đấy? 21, cái này là 21 chứ không phải 12 nhá. 12 không có size 11kg đâu ạ. Comment đúng mã số cho em nhá, không có lộn này. Mã hàng 21 nha. 21 cho em, 89.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. 89.000 cho em này. Rồi ok, Lan Linh có rồi, 21 rồi ok này. Nguyễn Thị Xuân có 21 ok này, 89.000 đồng nha mọi người nhá. 89.000 cho em. Màu vàng này. Màu
hồng màu vàng cho em này, tơ mềm cho em xinh lắm. Bà nội đông lên bông lên số điện thoại nè, màu nâu tây cho em này. Mã này đây là 21 nha mọi người nhá. Mặt sau này, đây mặt sau có dây thắt eo siêu xinh luôn cho em. Mã hàng 21 89.000 nha, 89.000 thôi, chất tơ đẹp lắm. Cái này chất tơ rất là đẹp luôn, 89.000 đồng cho em nhá. 89.000 đồng cho em 21 nha mọi người ơi. Ba màu xinh cực, cái này là tơ mềm ạ. Bên trong có một lớp lót boy thấm hút mồ hôi cho em nhá mọi người nhá. Tơ cao cấp cho em 10 đến 20 cân, 10 đến 20 cân 89.000 nha. 10 đến 20 cân 89.000 mấy giờ rồi em? 10 đến 20 cân 89.000 đồng cho em nhá. Mã này đây là 21 nha mọi người nhá. 21 nha. À, đồ bộ em có, đồ bộ em có nhá. 89.000 cho em nha, 21 đi. 21 thì ví dụ như mà không bán rẻ chứ. Vì thấy ế ngách đúng không? Hiệu ứng, hiệu ứng. Cắn được cái còn bán đấy. Rồi mã tiếp theo cho em mã số 22 này, còn lấy bộ Thùy Trinh lên lại số điện thoại đi à. Thùy Trinh lên lại số điện thoại nào, sai số, thiếu số kìa. Bánh hoa ở giữa hả? Rồi ok, mã này đây là mã số 22 này. Rồi mã này lên cho em là mã hàng số 22 cho em này. Size cho bé là từ 17 cân đến 37 cân cho em, mã hàng số 22 cho em nhá. 22 cho em 119.000. 119.000. Mã số lên là 22 nhá mọi người nhá. 119.000 đồng mã hàng cho em là 22, kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. 22 ạ. Mã này đây là 22 đi. Hoa Nguyễn có 11 màu vàng này, 20 màu trắng này. Ok này. Rồi cái này lên là mã số 22 cho em nhá. Mã này lên cho em là mã số 22 cho em nhé mọi người nhé. 22 này, 17 cân cho đến 37 cân cho em 119.000 nha. 119.000 có màu vàng với màu hồng cho em này, rất là xinh luôn. Cái này váy hoa cũng trắng này, rất là xinh. 22 à, Ngọc Thu Trần có 22 ok này. Thúy Trinh có 21 ok này. Tâm Tích có 19 này, 21 ok này. Mã này cho em là 22 nhé mọi người nhé. Mã hàng 22 cho em này, 22 nha. Mã số 22 cho em này. Sao đấy? Ý là chị chọn cái xếp học sinh này đấy. Cho con bé 4 được mà. 4 ok này. Thảo Nhi Trần Trường có 22 ok này. Mã này lên là 22 nhá mọi người ơi. 22 nhá. Màu hồng 22, màu cam cho em này. Size 17 cân đến 37 cân cho em nhá. 17 cân đến 37 cân cho em với giá là 119.000. 119.000. Mã hàng là 22 nhá. Hoàng Phương này có 20 ok này. Hay những cái ngày như thế này là thật sự là rất là quý giá. Thì cái ngày nhiều đơn đúng không? Thì cũng phải có ngày nọ ngày kia chứ. Rồi ok 22 nhá. Đây là những ngày nhiều thì thôi cố gắng làm đấy. Không được kêu. Rồi 22 cho em. Hoa Phụng này có 20 ok, 15 xanh ok này. 22 nhá mọi người ơi. Cái này có cái bèo này là phối bèo gân cho em rất là đẹp luôn này. 17 cân đến 37 cân nha. Bà nội bông có 22 ok, Thanh Hà có 22, Kim Oanh có 22 ok này. 119.000 cho em nhá mọi người nhá. 119.000 đồng cho em nhá. Thô boy cao cấp cho em rất là đẹp luôn này. Mặt sau có dây thắt eo cho em nhá mọi người nhá. Đây màu cam này, màu cam màu hồng cho em, màu cam và màu hồng nhá. Màu cam và màu hồng cho em, đây là màu hồng này và đây là màu cam này, màu cam cho em nhá mọi người nhá. Thanh Hà có 22 rồi. Kim Oanh có 22 rồi ok. 17 cân đến 37 cân cho em nhá. 17 cân đến 37 cân cho em. Với giá là 119.000 nha mọi người nhá. 119.000 cho em. 119.000 đồng cho em nha mọi người ơi. Một quận. Trưa nay cũng thế đấy. Thế tự nhiên thôi được tí còn đỡ hơn đúng không? Cái này em có thấy chán nản không? Rồi ok chị vui. Nhiều đơn có phải vui hơn không? Mã số 22 nhá mọi người ơi. Thôi mà cứ 10 mã là một quận rồi đúng không? 20 mã một quận tốt rồi đó. Rồi ok lên bộ tiếp cho em này. À, đồ dài tay nhà em sang tuần mới về nha các chị ơi, bây giờ đang xả kho hàng hè nha. Rồi mã tiếp theo lên cho em này, 7 cân nhà em lại không có rồi. Rồi lên bộ này cho em 13 cân đến 16 cân cho em nhá. Đồ bộ cho em 13 cân đến 17 cân này, 13 đến 17 cân, mã số 23 cho em tặng bộ này, còn mấy bộ cho em tặng 50.000 luôn nhá.
50.000 luôn cho em cốt tông cho em nhé mọi người nhá. Cốt tông cho em này, cốt tông non rất là mềm luôn. Cốt tông non rất là mềm luôn này. Đây cái này mềm lắm. Mã này lên cho em là 23 đi. Là số 23 nhá. Ôi là buổi ngủ hay là lâu hay là buổi tối còn ngủ quá. Rồi mã số 23 cho em này. Mã hàng số 23 cho em này. 6:30 này. 7:30, 8:30, 9:30. Tầm 9:30 là tắt. Mà như thế này thì không được rồi. Rồi nha. Bộ vest cổ tay em không có rồi. Cái này lên mã số 23 cho em này. 23 cho em 13 cân đến 16 cân nhá. 13 đến 16 cân cho em 50.000 một bộ nhá. 50.000 một bộ. May may có 22 ok này. Rồi các chị cố gắng đi đâu lấy hai sản phẩm để được gỡ chốt đơn nhá mọi người nhá. Nghệ An thì cũng phải tầm 4 5 hôm nhá chị nhá. Nghệ An được phải tầm 4 5 hôm vì đang dịch nên đi nó chậm hơn bình thường ấy, phải test Covid mà. Rồi cái này lên là mã số 10 quên 23 nhá. Mã số 23 cho em nhá. Mã hàng số 23 cho em này. Mã hàng số 23 cho em với giá là 50.000 nhá. 50.000 cho em 13 đến 17 cân cho em nhá. 13 đến 17 cân 50.000 cho em, còn mấy bộ thì tặng luôn 50.000 cho hết đi. Nhá, 50.000 cho em nhá mọi người nhá. 13 50.000. Tám rưỡi chưa? Chín giờ tắt nhá. Rồi ok nhá, 13 nhá. Đã tiếp theo này. Bộ 27 cân là có đây. Bộ này lên cho em này. Rồi mã tiếp theo. Lên số điện thoại ạ. Nương Lê lên số điện thoại nào, Nương Lê lên số điện thoại. Rồi bộ này em còn một ít thôi, em cũng còn một ít, em sale luôn này. Mã số tiếp theo này. Mã số 24 này. Rồi cái này lên cho em mã hàng số 24 cho em này. Mã số 24 size 17 cân đến 30 cân cho em 65.000 một bộ nha, quần giả váy cho em này. Mã số 24 nhá. Cái này lên cho em là mã số 24 cho em này. 69.000 một bộ thôi. 69.000 thôi nhá. 69.000, size 17 cân đến 30 cân cho em nhá. 17 đến 30 cân, mã này lên là 24 đi. Mã số 24 nhá, 69.000 một bộ. Còn mấy bộ sale 69.000 luôn. 24 nha mọi người nhá. Mã này lên là 24 đi ạ. Mã số 24 cho em nhá mọi người ơi. Trưa nay nó cũng như thế này này. Rồi mã này lên là mã số 24 cho em nhá mọi người nhá. Con này có size cho bé là từ 17 cân đến 30 cân cho em nhá mọi người nhá. Mà 69.000 một bộ ạ. Cái này là hàng dệt kim nhá, hàng dệt kim cao cấp cho em. Đây là hàng Quảng Châu thêu á. Hàng dệt kim Quảng Châu thêu cho em rất là đẹp luôn, 89.000 nhá. À xuyên 69.000 nhá mọi người nhá. 69.000, mã số lên là 24 nhá. Đồ 3, đồ bộ 35 cân á. Đồ bộ 35 cân nhà em hết rồi. Rồi ok nha, 24 nhá mọi người nhá. Mã số là 24 cho em nhá mọi người nhá. Rồi cái này lên cho em này. Mã này lên cho em là 07 đó. Rồi lên cho em con này mã số 09 này. Mã này lên cho em là 09 cho em này. Con này size cho bé là 17 cân đến 37 cân cho em, 0989.000 đồng cho em nhá. 09 nha, đồ thu đông nhà em thì sang tuần mới về nhiều nha các chị nhá. Thu đông hiện tại là chưa có đâu, đang sẵn hàng hè đấy nhá. Thu đông sang tuần mới có. Rồi cái này lên là 09 cho em nhá. Mã này là 09 này, 17 cân đến 37 cân cho em, mã số là 0989.000 cho em này. 09 cho em màu hồng này. 09 lên cho em màu vàng này. Màu vàng cho em này. Và 09 lên cho em màu xanh này. Màu xanh nhá. Mã hàng cho em là 0989.000. Xuân Hà có 21 rồi ok. Mã này đây là 09 cho em 89.000 thôi. Cái này còn vài cái em cũng xem 89.000 luôn cho em nhá. 17 cân đến 37 cân cho em cổ nhọn này. Cái này chất liệu của nó là đùi tơ mềm nha mọi người nhá. Đùi tơ mềm cho em. Mặt sau có dây bộ thắt eo siêu xinh luôn. 89.000 cho em. 89.000. Mã hàng cho em là 09 nha. Màu xanh này, 09 cho em màu vàng này. 09 lên cho em màu hồng này.
màu hồng cho em 17 cân đến 37 cân cho em 89.000 nha mọi người nhá. 89.000 cho em 09 này. Các chị yêu cố gắng đi đâu lấy hai sản phẩm để được chốt đơn nhá mọi người nhá. 89.000. 89.000 hoa phương có 09 dồn đơn ok này. Chào chị Darali này. Mọi người chấm bài thả tin thả like lên cho em với các chị ơi, xong nay nó chậm thế. Mã số 09 nha mọi người nhá. 09 cho em này. Thảo Nhi Trần Trương có 09 ok này. 17 cân đến 37 cân cho em nhá. Cái này 16-17 cân mà cũng vừa, vì có dây thắt eo thì nó rộng một xíu thì thắt lại cho em nhá chị nhá. Rồi mã này đây là 09 cho em nhá. Bé trai nhà em không có thôi. Bé trai nhà em không có thôi các bác ơi, nhà em chuyên bé gái mà. 09 cho em 89.000 một cái nha. 89.000 cho em. Mã hàng 09 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em mà có đơn nhá. 09 nhá. 09 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em mà có đơn nhá. 09 nhá. Mẫu bé 16 cân vừa nãy lên nhiều quá chứ. 16 cân hả? Ok nha. Rồi lên cho em một con hai dây bèo này. Mã số mấy nhá? Mã số 25. Mã số 25 này. Mã số 25 cho em size 15 cân đến 30 cân cho em. Mã số 25 89.000 đồng cho em này. Bukri cao cấp cho em nhá. Cái này lên cho em mã số 25 này 89.000 cho em nha. 89.000. 15 cân đến 25 cân cho em 89.000 nha. 15 đến 25 cân 89.000 đồng. Mã này lên là 25 đi ạ. Mã số 25 cho em 89.000 nha. Chị Gia Hân lên số điện thoại đi. Gia Hân lên số điện thoại nào. Rồi cái này lên cho em là mã hàng số 25 cho em nha mọi người nhá. Cái này chất liệu của nó là bukri thô mềm cho em, cao cấp rất là xinh. Size 15 cân đến 30 cân cho em 89.000 cho em một váy thôi nhá. Cái này là hoa liền này. Cái phần này là hoa liền cho em này. Hoa liền nha mọi người nhá. Kết hoa liền phần ngực này thì co giãn nhá. Cái phần ngực này thì co giãn cho em này. 89.000 một cái thôi ạ. 89.000 đồng cho em nhá. 15 đến 30 cân cho em 89.000 đồng. Mã này lên cho em là 25 nhá. 25 89.000 cho em. 25 89.000 đồng cho em nhá. Mã số 25 89.000 đồng cho em. 15 cân đến 30 cân à, đến hạn đúng rồi, 15 cân đến 30 cân cho em 89.000 nha. 15 đến 30 cân cho em 89.000. cho em. Mã số lên là 25 nhá mọi người nhá. 89.000 25 nhá. Mã số 25 cho em 89.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. 25 89.000. 15 cân đến 30 cân cho em. 15 đến 30 cân cho em 89.000 cho em này. Váy trắng chân hoa. Váy trắng chân hoa ok. Rồi lên cho em xem mã số 26 này. Mã tiếp theo lên cho em mã số 26 này. Mã số 26 cho em con này, váy 3 tầng này, váy hoa 3 tầng cho em này, chân rất là đẹp. Cái này bên trong có quần nha mọi người nhá. Size là từ 18 cân đến 30 cân cho em này. Mã số 26 145.000 một set nhá. 145.000 một set. Cái này lên là 26 cho em màu vàng này. Và 26 lên cho em màu hồng nhá. 26 vàng, 26 Trương hồng Thảo cho em. Lên số điện thoại đi ạ. Trương Thảo lên số điện thoại nào. Trương Thảo lên số điện thoại cho em với nào. Trương Thảo lên số điện thoại này. Số ok Trương Thảo này. Số ok nhá. Bà nội ông này có mã 13. Số ok bà nội ông có rồi. Rồi cái này lên cho em là mã hàng số 26 nha. 145.000 cho em hàng cao cấp nha mọi người nhá. 26 ạ. Mã số 26 cho em. Size là 18 cân đến 30 cân cho em nhá. 18 đến 30 cân 145.000 cho em này. Cái này là thô boy rất là mềm luôn này. Hoa nơ này. Màu hồng và màu vàng nha mọi người nhá. Có màu hồng và màu vàng 145.000 cho em. Mã số là 26 đi. 145.000 mã số là 26 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em và có đơn nhá. 26 đi. Mã số 26 nơ liền nhá mọi người nhá. Cái này 26 là nơ liền cho em. Chân váy đây ạ. Cái này chân váy có quần trong cho em nhá mọi người ơi. Có quần mặc thoải mái cho em. Size 18 cân đến 30 cân cho em. 145.000 cho em 26 nhá. Mã hàng cho em là 26 đi.
26 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em nhá. 26 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em. Bộ nhà em có nhưng mà đang bộ hàng hè thôi. Bộ hè có đấy. 26 nhá. Mã hàng số 26, 145.000 nhá. 145.000. 145.000, chất liệu là thô boy cao cấp cho em, màu hồng với màu vàng cho em nhá. Màu hồng với màu vàng cho em, full size là 18 cân đến 30 cân. 18 cân đến 30 cân nhá mọi người nhá. Rất là xinh, cái này set này xinh lắm. 26 nhá. Mã hàng số 26, 145.000 đồng cho em nhá. 26 cho em qua mã nha. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Đồ bộ mã bao nhiêu đây? Mã bao nhiêu đây? 10. Rồi mã tiếp 16 á. Rồi mã tiếp theo lên cho em mã số 16 này. Mã số 16 cho em size 17 cân đến 40 cân cho em, mã hàng 16 cho em với giá là 119.000. Mã này lên là 16 nhá. Set này 8 tuổi mặc được không? Có 4 đến 8 tuổi mặc vừa nhá chị Chu Phạm nhá. Cứ 30 cân 8 tuổi qua lại mặc vừa cho em nhá. 30 cân 8 tuổi mặc vừa cho em. Rồi mã tiếp theo lên cho em là mã hàng số 16 này. Mã hàng số 16 cho em này, size cho bé là từ 17 cân đến 40 cân cho em nhá. Mã hàng số 16 cho em với giá là 119.000. 119.000, mã số 16 cho em nhá. Mã số 16 cho em 119.000 đồng cho em này. 119.000 cho em nhá. Size 17 cân đến 40 cân cho em 119.000 đồng cho em, màu vàng cái bên dưới phối á. À, phối màu cho em rất là xinh luôn ạ. Cái này rất là xinh này. Chất thô boy cho em siêu mềm luôn. Chất thô boy rất là mềm. Mã này lên là mã số 16 cho em nhé mọi người nhé. Mã hàng số 16 cho em 119.000. 119.000 đồng cho em 16 này. 16 119.000 đồng cho em nha. 119.000 đồng cho em. 16 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em. Bà nội ông có 16 ok, fan hàng có 16 ok nhá. Rồi mã này lên là mã số 16 ạ. 16 nhá mọi người nhá. Bà nội ông có 26, fan hàng có 26 ok. Set 30 cân. Vừa mới lên xong rồi ạ. Set 30 cân vừa lên mã số 26 đó. Vừa mới lên xong cái này mà. Rồi cái này lên là mã số 16 nhá mọi người nhá. Váy cổ sen cho em dáng búp bê rất là đẹp luôn. 17 cân đến 40 cân cho em này. 119.000 nha mọi người nhá. 119.000 có 40 cân ạ. Có 40 cân cho em. 119.000 đồng cho em váy này nhá. 119.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Có trên 10 tuổi có nhá. Chị màn cửa Tuyết Anh lên số điện thoại. Có 40 cân mà. Set 25 cân màn cửa Tuyết Anh lên số điện thoại nào. Màn cửa Tuyết Anh lên số điện thoại nhá. Tự nhiên lên rõ căng. 16 cân 4 tuổi trở lên cũng mặc được nhá. 16 cân 4 tuổi trở lên cho em nhá. 16 cân 4 tuổi trở lên cho em đến tầm 40 cân 10 tuổi quay về cho em ạ. 40 cân 10 tuổi quay về. Mã hàng cho em là 16 119.000 đồng cho em nhá mọi người ơi. 119.000 đồng cho em nhá. Siêu xinh luôn, cái màu vàng rất là tươi. Màu vàng bên ngoài rất là tươi luôn. Bao kiểm hàng cho em nhá. Bao kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận cho em nhá mọi người nhá. 119.000 đồng cho em nha. 10 cân không có, cái này không có 10 cân rồi. Cái này không có 10 cân rồi. Cái này ít nhất là phải size cho bé từ 16 17 cân cho em nhá. 16 17 cân cho em. 119.000 đồng cho em nhá mọi người ơi. 119.000, mã số là 16 đi. Chết. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Cháu tương tác bằng một mã. Em ơi, nếu như bán chung cái set này thì size gì? Hả? Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Chị lên cái bộ qua hóa rồi. À nào, không phải là bộ nào. Rồi mã tiếp theo này có 37 cân không? Có 37 cân đến 40 cân nhá chị nhá. Đến 40 cân cơ nhá. Đến 40 cân cơ mà. Cái đi sẽ có màu trắng, màu be và màu sẽ có size lớn. Thôi, để màu này lại. Rồi mã hàng tiếp theo lên cho em này. Trắng đâu? Thì của anh này lại màu. Không nào. Hình như không treo màu trắng. Có luôn. Gì thế đấy chứ. Rồi mã hàng tiếp theo lên cho em này. Đây,
đây. Ôi trời, trắng hồng bé. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Mã hàng tiếp theo lên cho em váy bèo nhá. Size 10 cân đến 35 cân ạ. À? Mã tiếp theo lên cho em váy bèo cao cấp cho em này, váy tơ cao cấp cho em nha mọi người ơi. Đầm bi hồng phía sau có 40 cân không có nhá. Đầm bi hồng ở sau có 40 cân nhá chị nhá. Rồi cái này lên cho em mã số 27 này. Váy tơ cao cấp cho em hai dây bèo cho em, con này size cho bé là từ 10 cân đến tầm 35 cân cho em, 89.000 đồng cho em nhá. 89.000. 89.000 lên cho em mã này là 27 nhá. Mã số 27 cho em 89.000 váy tơ cho em rất là đẹp. Cái này con gái nha em mặc xinh lắm, siêu mềm luôn cho em nhá. Quần bó giấy em hết rồi ạ, hết bó giấy rồi. Rồi cái này lên cho em mã hàng cho em là 17 đi. Mã số là 27 cho em nhá. Mã số 27 cho em này có size từ 10 cân cho đến 35 cân. Thì trong đó có size 16 cân mặc vừa. Với giá là 89.000 một cái nha mọi người nhá. Nhà em không có đồ bé trai nhá. 89.000 cho em màu be này. Cái này là tơ cao cấp siêu mềm luôn, 89.000 một cái thôi, xinh lắm. 89.000 một cái nhá mọi người nhá. 89.000. Mã hàng cho em là 17 nha mọi người. À 27 nhá, 27 nhá. Mã số 27 cho em này 10 cân đến 35 cân 89.000. 27 em có màu be này. Mã số 27 cho em màu trắng này, 89.000 đồng cho em. Mã 27 lên cho em màu vàng này. Màu vàng cho em 89.000 đồng. Mã số 27 cho em nhá. Cái này xinh lắm mọi người ơi, cái này xinh cực luôn á. 89.000 con nhé, mặc xinh lắm. 89.000 đồng cho em nhá. Váy đây 12 cân 1 tuổi mặc vừa đây. Cái này từ 10 cân nhá. 10 cân 27 cho hoa có dài ok này, uyển đậm có 27 ok này. 27 cho em nhá, chất tơ cao cấp cho em này, màu vàng này. 27 lên cho em màu trắng này, 10 cân đến 35 cân, 1 đến 8 tuổi mặc vừa cho em. 1 đến 9 tuổi, 1 đến 9 tuổi mặc vừa cho em này, 89.000 cho em nhá. 27 cho em màu be này. 9 tuổi quay về mặc vừa cho em màu be này, 89.000 cho em nhá. 89.000 trang lê có 27 này, Hà Phạm Thu 27 ok, 89.000 đồng cho em. 89.000 đồng cho em nhá. 89.000 cho em. Mai Khánh có 27 ok này. Đây kẻ có 20 cân. Đây kẻ là máy nào. Rồi mã này lên cho em là mã số là 27 cho em nhá mọi người ơi, 10 cân đến 35 cân cho em nhá mọi người nhá. Từ 10 cân đến 35 cân cho em này, 47 tí nha em không có nhá. 10 đến 35 cân cho em, 89.000 cho em nhá mọi người ơi, 89.000 đồng cho em nhá. 89.000. Mã này lên là mã số 27 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá mọi người nhá. 27 cho em đi. Mã hàng 27 cho em 89.000. 10 cân đến 35 cân tơ cao cấp cho em nhá. Trang Nhụy lên số điện thoại nè, Trần Nhụy lên số điện thoại nè. Trần Nhụy lên số điện thoại nhá. 27 màu vàng, 27 màu trắng này. 27 lên cho em màu be này, 89.000 nha mọi người nhá. 89.000 đồng cho em này, đẹp lắm. Váy này rất là đẹp, tơ mềm cao cấp cho em nha mọi người nhá. Tơ mềm cao cấp rất là xinh. Mã hàng cho em là 27 nha mọi người ơi. 27 89.000 đồng cho em nhá. 27 cho em nhá. Màu vàng, màu trắng này, màu be này. 27 cho em này, 89.000, 10 cân đến 35 cân cho em, 1 đến 9 tuổi mặc được. 1 đến 9 tuổi mặc vừa cho em. Chốt con này là 27 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá mọi người nhá. Rồi chị nào lấy thì comment 27 An An có 27 ok này. Hồng Vy phía sau ok này. Hồng Vy là 4 tuổi 13 cân vừa mà. Mã số 27 đây, 4 tuổi 13 cân vừa còn gì. Rồi mã này lên cho em là mã số 18 này. Cổ lá nhá, mã số 18 cho em này. Con này có size cho bé là từ 17 cân đến 40 cân cho em. Mã hàng 18 cho em với giá là 119.000 cho em nhá. Mã này đây là 18 cho em này, 119.000. Cái phần này là nơ liền nhá. Cái phần này là phối cổ với nơ liền cho em này. Đây phối cổ với nơ liền cho em này, 119.000 nha mọi người nhá. 119.000 size 17 cân đến 40 cân cho em. Mã hàng đây là 18. Trần Nhụy lên số điện thoại nào. 18 cho em màu vàng, 18 cho em màu hồng. Trần Nhụy lên số điện thoại nào. Kiều Thị có 27 ok, vui lòng đi đơn ít nhất là từ 2 sản phẩm trở lên để được gọi chốt đơn nhé mọi người nhá. Hồng trái tim phía sau là cái này đấy còn gì. Là mã số 18 nhá. Nhân hoa 27 này, tranh đá thạch này. Có 27 ok, cẩm tú 18 ok này. Mã này lên là mã số 18 nhá mọi người nhá. Mã hàng 18 cho em. Mã hàng 18 cho em này, với giá là 119.000. 119.000 full size là 17 cân cho đến 40 cân nhá. 17 cân đến 40 cân cho em màu hồng với lại màu hồng màu vàng cho em này.
Có ship thành phố không? Thành phố nào ạ? Thành phố Thanh Hóa hay thành phố nào? Địa chỉ cụ thể nào, ở đâu được ship ạ? À? Miễn là ở vùng không có dịch là được, là đi đâu được tuốt. Rồi chị nào lấy thì comment là 18 nhá, mã hàng 18 cho em, 119.000 đồng cho em nha các bác nha. 119.000 đồng cho em nha, rất là xinh ạ, cái này xinh lắm. Trần Thị Thanh Thúy á, có gọi điện nhưng mà chắc chị không nghe máy rồi. Trưa nay đi đơn rồi mà, đơn trưa nay gọi đi đơn luôn rồi mà. Mã này lên cho em là 18 nha mọi người ơi. Thành phố Hồ Chí Minh thì không ship rồi chị ơi. Thành phố Hồ Chí Minh không ship rồi. Cái này đi em. Cái này đi em, váy nơ ngực đi. Rồi lên cho em một con váy nơ ngực này. Thành phố Hồ Chí Minh bưu điện ở đầu ngày này người ta không nhận đơn nhá. Rồi mã này lên cho em mã. Chất liệu là thô boy cao cấp nha. Mã số 17 là thô, 18 là thô boy cao cấp. Rồi cái này là 17 này, chất đuổi gân này. Mã này lên là 17 cho em, đuổi gân này, size cũng từ 17 cân đến 40 cân, 119.000 nhá. 119.000, mã này là 17 giúp em nhá. 17 đi. Cái này hôm nay giống như toàn khách quen vậy nhỉ. Thế toàn khách quen á. Rồi mã này lên là 17 cho em nhá. 17 cho em nơ ngực này. Cái này nơ ngực rất là xinh luôn này. Đấy, dáng búp bê baby doll cho em, full size cho bé là từ 17 cân đến 40 cân cho em. Mã hàng 17 cho em với giá 119.000 luôn nhé mọi người nhé. Rất là nhiều màu, váy này là váy trơn, mặc siêu sang luôn. Mã này là 17 cho em này. Màu hồng 17 lên cho em màu xanh này. 17 lên cho em màu be này. Và 17 lên cho em màu trắng này. 119.000 đồng cho em nha. 119.000, ship toàn quốc là 30.000 cho em nhé mọi người nhé. Fan hàng có 18 rồi ok. Mã này lên là 17 nhé mọi người nhé. Váy trâu này là 17 cho em nhé. Váy trâu này là mã hàng 17 cho em, 119.000. Size cũng từ 17 cân đến 40 cân cho em nhé. Màu be màu trắng này. Màu be màu trắng này. Màu xanh này. Cái này là đuổi gân cao cấp nha mọi người nhé. Cái này chất liệu của nó là đuổi gân cao cấp cho em, rất là đẹp. Màu hồng cho em này. Đấy màu hồng cho em này. Chị Trúc Nguyễn lên số điện thoại đi chị ơi. Chị Trúc Nguyễn lên số điện thoại nào. Trúc Nguyễn lên số điện thoại này. Su Su này lên số điện thoại này. Trúc Nguyễn và Su Su lên số điện thoại cho em nhá. 17 ạ. Mã này là 17 cho em. Linh giá. Rồi chị nào lấy thì comment nhé. 8 cân nhà em không có rồi. Su Su lên số điện thoại này, Trúc Nguyên lên số điện thoại nào. Su Su là Trúc Nguyên lên số điện thoại cho em nào. Rồi cái này lên là mã số 17 nha mọi người nhá. Mã hàng 17 cho em 119.000 đồng cho em nha. 119.000, màu trắng màu be này. Màu xanh và màu hồng cho em này. Su Su lên số điện thoại đi. 119.000. 9 giờ chưa? Chị Trúc Nguyên và chị Su Su lên số điện thoại đi nào. Này xếp Bến Tre được chưa? Bến Tre đi đâu rồi nhá. Bến Tre đi đâu được rồi nhá. Bến Tre đi đâu được rồi nhá. Rồi ok chị Trúc Nguyên nha. Su Su ok này. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Đây lên cho em con váy hoa này. Mã này lên cho chị này. Rồi lên cho em cổ nâu trắng, cổ hoa trắng này. Váy hoa trắng cho em này. 17 cho HT tâm tít ok này. Tự nhiên chẳng nói đọc mã. Rồi mã này lên tiếp cho em mã số 22 nhá. Mã hàng số 22 cho em váy nơ này. Váy hoa nơ cho em này, cổ bèo trắng nhá mọi người nhá. Size cho bé là từ 18 cân cho đến 38 cân, 17 cân đến 37 cân cho em. Mã số 22 cho em này, 119.000 nhá. 119.000, mã số lên là 22 cho em đi. Mẫu 17 cân đây, cái nào cũng có 17 cân mà. Từ nãy giờ em lên toàn mã có 17 cân hết mà. Cái nào cũng có 17 cân luôn đấy. Bắt đầu từ 4 tuổi trở lên là mặc được rồi. Rồi mã này lên cho em là mã số 22 nhá.
Mã số 22 cho em này. Áo thun form rộng mà lại chân. À không có chị ơi, không có thun chân rộng xem đi nhá. Trung Nguyên rồi, Trung Nguyên bây giờ mà ba cái quá. Vừa mới đặt là ba cái rồi à? Rồi cái này lên là mã số 22. Mã số 22 nhá. Ok, 22 cho em 119.000, size 17 cân đến 37 cân này. 119.000 đồng cho em nhá. Mã số 22 màu cam, 22 lên cho em màu hồng này. 119.000 nha. 119.000, tự nhiên một lên dốc một phát là nó tụt xuống dốc luôn. Lên voi xuống chó luôn. Lên voi xuống chó luôn. Nên là người ta không biết được này. Đời không biết được ngày mai ra sao. Con điên gì không đúng không? Rồi mã số 22 nhá. Huỳnh Nguyễn có 22 ok này. Màu cam với màu hồng cho em 22 nhá. 119.000 đồng cho em nhá. 119.000 đồng cho em còn đéo nổi hai quần. Thôi thân ơi quần đi. Ok nha. À, chiều nay chị nhận hàng lên rất đẹp nhưng gửi nhầm size cho chị, sao ấy dài quá à. Gửi cho chị ship nhá. Ok chị Trần Thị Thắm nha. Ok chị Trần Thị Thắm nha, gửi lại đem đổi cho nha. Rồi ok, mã này đây là 22 nhá mọi người nhá. Chị nào lấy 22 thì comment 22 cho em nhá. Màu vàng với màu hồng cho em 22 nhá. 17 cân đến 40 cân cho em nhá. 17 đến 40 cân 119.000 nhá. 119.000 cho em nhá. 18 là chấm bi, đúng rồi. 18 là chấm bi, đúng rồi, su su nhá. 18 là chấm bi cho em nhá. Rồi mã này đây là 22 nhá mọi người ơi. 22 nhá mọi người nhá. Rồi ok nha. Có đồ bé trai nhà em không có đồ bé trai nhá. Bé 12 cân đây, lên cho em mã này này. 12 cân lên cho em mã này. Mã bao nhiêu đây? Rồi lên cho em này. Váy sọc cho em này. Mã số 19 cho em này. Size 10 cân đến 25 cân cho em mã số 19 này. Mã số 19 cho em với giá là 89.000 đồng một cái nhá. 89.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. 89.000, mã này lên là 19 nhá. Váy thủy thủ em còn size bé lắm. Váy thủy thủ em còn có size 17-18 cân thôi. Rồi nha, 1m4 mặc 40 mặc váy đó được không? Được nha chị ơi, được nha chị Hạnh Dung nhá, được nhá. Rồi cái này lên cho em là mã số 19 đúng không? Cái này lên là mã số 19 cho em nhá mọi người nhá. Mã số 19 cho em này. 19 cho em màu xanh là 10 cân đến 22 cân cho em nhá. 1 đến 5 tuổi mặc vừa cho em. 1 đến 5 tuổi mặc vừa cho em. 89.000 đồng cho em nhá. 89.000 đồng cho em nhá. Mã số 19 cho em 89.000, hai đơn hàng mình 1 tháng rồi mà chưa nhận được An Huynh á, vào kiểm tra xem có đơn không em. Chắc chắn là có đơn đấy chị ơi, có nhân viên gọi là có đơn đấy, nhưng mà có cái là dịch nên là nó nằm ở bưu cục ấy. Nó nằm ở bưu cục xong rồi khi mà các chị bị chỉ thị á, các chỉ thị 15 16 ấy, xong rồi bưu cục nó không cho phát. Rồi bây giờ nếu như mà hết chỉ thị rồi thì bắt đầu là mới lưu thoát hàng và mới mang ra đi phát ấy, nên là nó sẽ có bị chậm trễ ấy, mọi người ạ, vì là nhiều khách bị như vậy lắm rồi. Nhưng mà tại do dịch ấy chứ em không muốn như vậy đâu. Nha mọi người nhá. Mã này lên cho em là mã số 19 nha mọi người ơi. Mã số 19 nha. 19 cho em nhá. Một đi đơn đi ngày 22 tháng 8. Một đơn đi ngày 19 tháng 8. Đúng là 1 tháng rồi. Diện cho chị. Một đơn đi ngày bao nhiêu? Một đơn ngày 19. Một đơn ngày 22 tháng 8. Ừ, đúng rồi, đơn của chị hai đơn một tháng rồi đây này. Rồi để em báo bưu điện nhá chị nhá. Có hai đơn trên hệ thống ấy, đi lơ đơn hai đơn luôn ấy.
nhưng mà chắc là do dịch nó nằm ở bưu cục ấy chị ạ. Rồi chị nào lấy thì comment cho em mã này lên là 19 nhá mọi người nhá. Mã hàng 19 cho em nhá. 89.000, 89.000 một cái nhá mọi người ơi, 89.000 đồng cho em nha. 89.000 đồng cho em nha. 89.000 đồng cho em nhá mọi người nha. Ôi trời ơi, một giờ nó lên tiên một phút xấu chó luôn. Chị ơi cho em hỏi mã 26 là rồi hay 26 là cái gì em? 26 là rồi nhá, chị ơi xét 26 là rồi nhá. Cái này xét 26 là rồi cho em này. Cái này là xét rồi áo rồi, chân váy rồi cho em này. Có quần trong này, có quần trong cho em này. Đấy, cái này chất rất là dày dặn và đẹp. Mã này là 26 nhá. Mã này là 26 cho em, size 18, 17, 18 cân này. 17, 18 cân. Mã hàng số 26 cho em này, 17, 18 cân đến 30 cân cho em, 145.000 cho em. Mã này lên là 26 nhá. Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha mọi người nhá. Mà Mỹ Lệ Hà có 19 ok này. Mỹ Lệ Hà lên số điện thoại. Mỹ Lệ Hà lên, à có rồi đấy. Rồi Lê Duyên có 19 ok này. Rồi Mỹ Lệ Hà có 19, xanh 32 cân này, ok này. Rồi mã này lên là 26 nha mọi người nha. Mã số 26 cho em nhá. Mã số 26 cho em màu trắng và 26 lên cho em màu hồng. Em 19 nhà em không có 32kg đâu chị Mỹ Lệ Hà ơi. Còn nghe rõ cân nặng cho em cái. Cái này là 26 cho em, 145.000 đồng cho em. Su Su có 26 màu hồng, ok 145.000 nhá. Mã này lên là 26. Cái gì đấy? 19 làm gì có 26 cân mà chọn 19 26 cân nhỉ? Em đọc có 20 cân mà các chị sao ấy? Các chị không nghe à? Lớn nhất nhưng mà quan trọng người ta mấy tuổi nhỉ chứ? 26 cân 8 tuổi vừa làm sao? Rồi Mai Thanh 2 giây 12 cân à? Ok, chị nào lấy cái này thì comment cho em là 26 set hoa nhá. Mã số 26 set hoa cho em nhá. 26 set hoa cho em nhá mọi người ơi. 18 cân đến 30 cân cho em, 145.000 cho em nhá. Lên lên thủy thủ này. Rồi thủy thủ cho em còn mấy cái tặng luôn, 89.000 cho em, size 17 cân đến 22 cân này. Mã số 26 là size 18 cân đến 30 cân nhá. 26. 26 là cái này nhá. 26 là cái này nhá, Mỹ Lệ Hà ơi đừng có nhầm mã nhá, comment nhầm mã đấy. Rồi đây là 26 nhá các chị nhá. Cái này là 26 cho em này. Mã này là 26 nhá. Rồi còn thủy thủ là 05 nhá. Thủy thủ cho em là 05 này. Thủy thủ cho em là 05 này. 05 nhá. Thủy thủ cho em là 05, size 17 cân đến 22 cân, 05 cho em, giá là 89.000 cho em, còn mấy cái thôi sale luôn. 05 nhá mọi người nhá. Mã hàng 05 89.000 cho em nhá. Đây cái này lên là 05 còn mấy cái tặng 89.000 luôn cho em ạ. 89.000 cho em nhá. Hết cái đợt thủy thủ này em sẽ về thêm một đợt khác thủy thủ dài tay. 05 nhá. Ừ. Đang ấy mã hàng đang làm 4 5 mã. 4 5 mã mà như thế này thì chết nhỉ. Không, như này đã chán rồi. Chán lắm rồi. Không được chứ. Mất tiền là phải đông chứ. Rồi cái này lên là 05 nhá. Người ta có mất cái gì đâu, người ta định mất công. Em vừa mất vừa công vừa tiền thì phải đông, hiểu chưa? Ít ra còn lại được 3 cục chứ. Chứ ta đỡ chán đi chứ. Cục hết rồi em cũng không được. Thâm linh. Nó cũng chuyện nhà nhóm ta ngồi chân. Rồi ok nha. Ok 26 cho Thu Thỏa này. 05 cho Anna, ok Hiền Trương có 26, 145.000 nha các chị nhá. Hương Lê 26, ok 26 là cái set này, các chị đừng có nhầm đấy nha. 26 là set này 145.000 cho em nhá mọi người nha. Đẹp lắm, cái này đẹp lắm, 145.000. 18 cân đến 30 cân cho em, đây là set 26 này. Đây cái đây là 26, 145.000 đồng cho em này. 145.000 đồng cho em này. 145.000 cho em mã số 26 nha. Rồi lên cho em này. Đây set này còn một ít em cũng xem luôn này. Cái set này còn 20 cân đến 25 cân, mã số 27 đây em. Mã số 10 đâu? Mã số 28. Rồi mã số 28 này. Mã số 28 cho em này. Cái này lên cho em mã số 28 nha, size 10 à size 20 cân đến 25 cân cho em này. Cái set học sinh này em còn có mấy set thôi, em tặng luôn 139.000 hết luôn nhá. Cái này đây là 28 cho em đi. Em ở Triệu Sơn Thanh Hóa nhá. Ship toàn quốc là 30.000 thôi, bao kiểm hàng cho em. Rồi cái này mã số 28 đúng không? Và cái set này còn 3 set em tặng luôn 139.000 luôn nhá. Cũng có quần trong cho em này. Cái này có quần trong cho em này. Áo là thắt nơ này. Cái này là áo thắt nơ cho em này.
Xếp rồi nhá. Đây là xếp rồi cho em này, coi bản này. Đây coi bản này. Size 20 cân đến 25 cân cho em xếp này, 28 139 nghìn. 139 nghìn, mã số 28 nha. 28 20 cân đến 25 cân, đẹp cực luôn á. 05 cho Minh Trang ok, Hương Lê có 05 ok này, Phượng Nguyễn có 05 ok này. Rồi cái này là 28 cho em, 20 cân đến 25 cân 139 nghìn đồng cho em nhá. Rất là đẹp. Xe cao cấp cho em. Cái này các chị mà mua ở bên ngoài ít nhất là phải rơi vào tầm cái này phải rơi vào tầm 350 một set đấy. Này ly rất là đẹp luôn ạ. Búp ly cao cấp cho em nhé mọi người nhá. Mã hàng 28 139 nghìn. 139 nghìn đồng cho em 28 mọi người nhá. Rồi lên cho em một cái thủy thủ cao cấp này. Mã số 29 cho em này. Đây có sai gì thì. Rồi mã số 29 cho em này. Rồi cái này lên cho em mã số 29 này. Mã số 29 cho em size có cả size 32 mà. Size 17 cân này. Toàn size 32. 17 cân đến 20 cân cho em này. Với lại một cái size 30. 17 cân đến 2. 17 cân đến 22 cân này đúng không? 17 cân đến 22 cân mã số 30 này. Mã hàng số 30 cho em với giá là 139 nghìn luôn nhá. Hàng cao cấp cho em này. Bugri cao cấp cho em cổ nơ nhá. 139 nghìn. 139 nghìn. Cái này chưa bao giờ xuống giá luôn. Rồi mã này lên cho em mã số 30 nhá. Lên đồ 27 30 cân đồ bộ á. Rồi cái này lên là mã số 30 cũng được. Rồi cái này lên 30 cho em đi, 30 cho em có mấy cái thôi ạ. Cái này 139 nghìn hàng cao cấp nha mọi người nhá. 139 nghìn bugri cho em này. 17 cân đến 22 cân cho em nhá. 17 cân đến 22 cân 4 đến 6 tuổi mặc vừa cho em nhá. 30, mã số 30 nhá. 30 139 nghìn, đẹp lắm. Đấy, 30 nhá mọi người nhá. Em đang còn làm thêm cái này cơ mà. Cái này đang còn về thêm ấy, xinh lắm. Hàng cao cấp cho em, 139 nghìn đồng cho em nha. 139 nghìn, mã hàng lên là 30. Kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn đi. 30 nhá, 30 cho Anna ok này. À, Tâm Thanh có 26 ok, 30 nhá. Mã này lên là 30 cho em, kèm cân nặng cho em này. Chị Trang Lê lên cân nặng đi chị ơi. Trang Lê lên cân nặng đi. 30 rồi, lên cho em cái con này này. Đọc cái này chị xem. Ôi trời. Trang Lê lên số điện thoại kèm cân nặng. Rồi cái này lên là mã số 16 này. Mã này lên cho em mã số 16 cho em váy hoa nhá. Váy hoa cổ sen cho em mã hàng 16 cho em, size cho bé là từ 17 cân đến 40 cân cho em. Mã hàng cho em là 16, 119 nghìn đồng cho em nha. 119 nghìn size đại đấy. Cái này từ 4 tuổi đến 10 tuổi mặc vừa cho em. Mã này đây là 16 đi, cái này xinh lắm. 16 này, cổ sen nhá. Cái này cổ sen này, phối búp bê cho em rất là xinh luôn ạ. 119 nghìn, mã số 16 nhá. Trang Lê có 21 cân rồi ok này. Rồi cái này lên là 16 đi. Mã hàng 16 cho em 119 nghìn đồng nha. 119 nghìn đồng cho em nha. 119 nghìn đồng cho em nhá. 119 nghìn, mã hàng 16 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá mọi người nhá. Hà Phạm Thu có 16 ok, Loan Phương này. À, Lan Phương 16, Thu Thỏa 16 ok này. Các chị nhớ lên số điện thoại nhá. Tuyền Lê 16 ok này, chưa có số điện thoại lên số điện thoại cho em. Cái này xinh lắm. 119 nghìn thôi nhá mọi người ơi. 119 nghìn một cái nhá. 119 nghìn 17 cân đến 40, à 40 cân đúng không? 17 cân đến 40 cân cho em. 17 cân đến 40 cân cho em, mã số là 16 đi. Chất liệu là thô boy nhá. Cái này là thô boy cao cấp siêu mềm luôn á. Cái này không bị nhăn nhá, thấm hút mồ hôi rất là nhiều. Mọi người nhớ là được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận nên các chị không cần quan trọng nó hỏi về chất đâu. Em là thật luôn ấy. Mọi người được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em nhá mọi người nhá. Đẹp như y hình thì các chị nhận giúp em. Đấy nhá. Cái này lên là 16 đi ạ. Đẹp lắm. Cái này rất là đẹp mà cái này nhà em bán đến 3.000 hàng rồi vẫn chưa hết hot luôn. Cái váy này này bán đến 3.000 hàng rồi á, bán từ năm ngoái tới năm nay luôn mà vẫn chưa hết hot luôn. Mã số lên là 16 nha mọi người nhá. 119 nghìn. 119 nghìn đồng cho em nhá. 16 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em 16 nhá. 16 ạ. 16 nha. Rồi lên hàng lẻ size đi. Đầm đang cầm size mấy á? 17 cân đến 40 cân nhá. Trời ơi đầm vừa cầm là mã số 16. 17 cân đến 40 cân cho em 119 nghìn đồng cho em nha.
119.000 cho em mã số 16. Rồi ok nha, mã tiếp theo lên cho em này. Mày ngồi, mày ngồi. 80 là cái này ạ, mã số 30 là cái này nhá, còn mấy cái thôi. Đây là 30 nhá. Ờ 16 có một màu thôi ạ. Đầm đang hạ rồi. Cái này là 30 đây nhá, mã này là 30 này. Mã này là 30, 139.000, mã hàng 30 này, 17 cân đến 22 cân cho em 30 này. Mã số 30 cho em này. Đây là mã số 30 nhá. Cái này là mã số 30, 139.000 cho em váy sọc 17 cân đến 30 cân. À 20 cân cho em. Còn một set này sale luôn này. Còn là hai set này sale luôn này. Cái này còn hai set nha, size 25 cân này. 25 cân đến 25 cân cho em này. 23 đến 25 cân cho em này. Set học sinh nhá, 100 cái này sale luôn 139.000 luôn này. Hàng cao cấp. Mã số lên cho em là 31 nha. Mã hàng số 31 cho em này. Ba mốt nha. Đầm trắng là cái nào đấy? Hoa trắng vàng đấy á chị. Hoa trắng vàng đấy á. Rồi mã này lên là 31 cho em nhá. Mã số 31 cho em 25 cân này, 23 đến 25 cân cho em này. Mã số 31 nha, 139.000, hàng cao cấp set rồi nha mọi người nhá. Ờ đây 25 cân cái này à. 31 cho Anna một bộ này, cái này đẹp lắm. Đây là hàng cao cấp, chưa bao giờ em còn nhập không được 139.000 luôn á. Không nhập được 139.000 luôn á. Có hai set rồi, còn có hai set hàng cao cấp tặng luôn. Nghe điện thoại này. 31 chưa, các chị lên cân nặng đi. Phượng Nguyễn có 31 luôn này. Phượng Nguyễn có 31 luôn này. Thế 31 này, có 2 set không? 31 em có 2 set thôi, 139.000 một set thôi. Các chị nhận về với giá trị của nó phải rơi đến vào 400.000 đấy. Rồi mã số 3. Đầm vàng này là 26 nhá. Đầm vàng này là mã số 26 nhá. Đầm vàng này là mã số 26 nhá. Đây size 18 cân đến 30 cân, mã số 26 cho em 145.000 cho em nhá. 145.000 mã số 36 nhá. 36 ạ. Cái này là 36, 145.000 đồng nhá. 145.000 mã số này lên là 36 nhá. 18 cân đến 30 cân cho em nhá. 4 đến 8 tuổi mặc vừa cho em này. 4 đến 8, 9 tuổi mặc vừa cho em. 145.000, mã hàng là 26 cho em nha. 26 ạ, màu hồng với 26 màu vàng. 26 nha mọi người ơi. 26 hồng, 26 vàng cho em nhá. Rồi bộ yếm này em tặng luôn, còn mấy bộ em sale luôn này. Bộ yếm này, mã này lên là mã số 32 này. Mã số 32 cho em bộ yếm nha các bác nha. Size 15 cân đến 25 cân cho em bộ yếm này. Bộ yếm cho em sale luôn cho em với giá là 55.000 một bộ nhá. 55.000 một bộ cho em bộ yếm đi. Cái này đây là bộ yếm cho em nhá mọi người ơi. Bộ yếm này. Xem đi học mà, học tiểu học á. Có xem đi học tiểu học đấy, có đấy. Rồi cái này bộ yếm là mã số 32 nhá. Mã số 32 cho em bộ yếm này. Size 15 cân đến 25 cân cho em bộ yếm này, 55.000 một bộ thôi, còn mấy bộ em sale luôn. 55.000 một bộ thôi nhá, không lựa màu nha mọi người nhá. Cái này thì không lựa màu, còn có mấy bộ thôi em sale luôn 55.000 cho em nhá. Em tặng luôn khâu 55.000 cho em không lựa màu nha. Không lựa màu. Đây cái này thì không lựa màu cho em. Mã này lên cho em là 32 55.000 bộ yếm không lựa màu, 15 đến 25 cân nhá. 15 đến 25 cân cho em, máy này còn nhá, chắc vẫn còn đúng không? Mã bao nhiêu đây? Rồi mã này lên cho em này. Rồi lên cho em mã này là mã số 12 này. Mã hàng số 12 cho em này. Mã hàng số 12 cho em, con này có size cho bé là 30 cân đến 40 cân cho em. 30 cân đến 40 cân, mã hàng 12 109.000. Còn mấy cái sale 109.000 luôn nhá. 109.000, mã số 12 nhá. Cái này lên 12 cho em màu trắng này. 12 lên cho em màu hồng này. Và 12 lên cho em màu xanh này. 109.000 đồng cho em nha. Mã hàng là 12 đi ạ. Con này lên cho em là mã hàng 12, 109.000 nhá. 109.000. Size cho bé là từ 30 cân đến 40 cân. Thì cái này 35 cân vừa này. 30 cân đến 40 cân cho em 109.000. Phải cao cấp. Cái này bình thường em phải bán là 140 một bộ ấy. Nhưng mà bây giờ còn có mấy cái thôi ạ. Còn có mấy cái em sale luôn 12 nhá. 12 cho em 109.000 một váy thôi ạ.
12 nhé mọi người nhé. Màu xanh, màu hồng và màu cam cho em 12 này. Cái này đẹp lắm, cái này rất là đẹp luôn. Còn có mấy cái thì không có nhiều đâu. 12 cho 12 cho chị Thu Thỏa này. Lê Duyên có mã 3221 EP này. Cái này lên là 12 cho em 109.000 nha mọi người nhá. 109.000 đồng cho em nhá. 109.000 đồng cho em màu cam, màu hồng và màu xanh nhá. Màu cam, màu hồng, màu xanh cho em nhá. Màu cam, màu hồng và màu xanh cho em. 12 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá mọi người ơi. Tay hến nhá, cái này tay hến rất là xinh luôn ạ. Đây mặt sau này. 30 cân đến 30 cân đến 40 cân. Tuyền Lê có 12 ok này, 30 cân đến 40 cân kìa. 30 cân đến 40 cân. Đây mã set này là không mấy em. Đây set học sinh. Mã số 11 set học sinh cho em này. 17 cân đến 30 cân cho em set học sinh này. Set học sinh 145.000 luôn nhá mọi người nhá. Set học sinh 145.000 cho em, book body cao cấp cho em. 145.000 cho em. Mã này lên là 11 cho em này. 12 không có 16 cân chị ơi. Còn không em? À 12 may quá, còn một cái size 16 cân. May quá. Rồi cái này lên cho em là mã hàng số 11 cho em set học sinh. Cái này cũng là set rồi nha mọi người nhá. Cái này cũng là set rồi cho em, full size cho bé là từ 17 cân cho đến 30 cân cho em này, 4 đến 8 tuổi mặc vừa, 4 đến 9 tuổi 30 cân quay đầu cho em set học sinh này. Bukri cao cấp cho em 145.000 một set thôi nha. 145.000 một set cho em, mã hàng cho em là 11 nha mọi người nhá. 11 cho em 145.000. Thu Thỏa có 11 ok này. 145.000 đồng cho em nha. 145.000 11 ạ. Mã này lên là 11 cho em nhé mọi người nhé. Mỹ Lệ Hà có 12 ok này, hai cái này. Thu Thỏa có 11 ok này. Nguyệt Thị Đào này có 12 màu hồng ok này. Mã này là 11 nhé mọi người nhé. Xét sọc này là 11 nhé mọi người nhé. Mặt sau đây ạ. Chân váy là chun mềm, co giãn cho em nhé mọi người nhé. Cái cặp chun nó mềm, dễ mặc lắm. Có quần trong nhá, chân váy có quần trong cho em này. Có quần trong cho em. Với giá là 145.000 một set nha. 145.000 đồng một set cho em nha. Rồi mã tiếp theo lên cho em mã số 33 này. Cái này là 33 đúng không? Rồi mã số 33 cho em này. Size 30 cân đến 45 cân này. Mã số 33 cho em 99.000 nhá, 99.000 cho em. Mã này đây là 33 cho em này. Mã hàng tiếp theo mã số 33 nhá. Mã số 33 cho em đi. Rồi cái này lên là mã số 33 cho em nhé mọi người ơi. Mã hàng số 33 cho em này. Con này có size cho bé là từ 30 cân đến 45 cân cho em này. 99.000 đồng một cái nhé. Cái này còn mấy cái thôi, tặng 99.000 nha mọi người nhé. 99.000. Mã số 33 đi. Mã số 33 cho em nhé. 33 cho em này. Từ 30 cân đến 45 cân ạ, 99.000. Thô boy cao cấp cho em, siêu mềm luôn này. Cái này phối cổ xe này nên là đi học với đi chơi là rất là đẹp luôn. Rồi cái này lên cho em là mã số lên là 33 nhá mọi người nhá. Mã hàng 33 cho em nhá mọi người nhá. 3399.000 nha mọi người ơi. 99.000 đồng cho em nhá. Mã số lên là 33 kèm cân nặng cho em nhá. Kiểm tra đơn nhá. Linh Huynh à, số ok để em kiểm tra xem nào. Rồi, kiểm tra xem em. Rồi để em báo bưu điện. Chị Linh Huynh ơi, để em báo bưu điện sát hơn cho chị nha. Đang dịch nên đơn là có chậm hơn bình thường ấy mọi người ơi, chứ em không muốn chậm như thế này đâu. Đơn phát chậm này tiền về chậm lắm, sốt cả ruột. Mọi người ơi, thôi em nghỉ like nhá mọi người nhá. Thấy cũng không còn khách nên em nghỉ like. Hôm nay khách đi đầu hết ạ. Cảm ơn mọi người đã xem like của em tối hôm nay nhá. Hẹn mọi người vào buổi like hôm khác nha. Cảm ơn mọi người, bye bye nha. Bye bye, chúc các chị ngủ ngon nhá. Bye bye mọi người nhá.